Hi, xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe kênh truyện ngôn tình HVT Channel Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mới Có một nội dung vô cùng kịch tính, câu chuyện có tựa đề đó là Cô vợ mất trinh Nội dung tóm tắt của câu chuyện như thế nào thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé Ngay trước khi cưới, cô vì bị thất thân, cô bị chồng hát hủi Không những thế, anh ta còn ngoại tình với em gái cô, cô muốn ly hôn, anh ta không đồng ý Quá uất ức, cô đã nhảy xuống vách đá mai thay cô vẫn chưa chết. Ba năm sau cô trở lại cùng với một thân phận mới. Liệu cô sẽ làm những gì để trả thù? Mời các bạn hãy cùng đón nghe với Dô Lê ngay bây giờ nhé. Năm năm trước, trước ngày kết hôn của tịch giai và trạch úy, tịch giai bị người ta hại và bị làm nhục. Cũng vì lý do đó, suốt năm năm qua, trạch úy chán ghét cô, chưa từng chạm vào cô dù chỉ một lần. Trạch úy, hôm nay sinh nhật em, anh về được không? đã một thời gian dài, tịch giai luôn đón sinh nhật một mình. tại sao chứ? em gái cô đang phục vụ tôi, việc gì tôi phải về ăn tối với một đứa con gái hư thân mất nét như cô. thật sự tên em đi, em bị bắt cóc mà. tút tút. Trạch úy, em muốn có con. tịch giai ôm lấy anh ta đau khổ, là mẹ con tôi, cô không xứng. Trạch úy đẩy tịch giai ra, giường đôi mắt lạnh lùng kinh tởm nhìn lấy cô trạch úy ly hôn đi tờ giấy ly hôn nằm trên bàn có sẵn chữ ký của cô hắn bỗng nhìn giận dữ vo lấy tờ giấy tôi chưa chơi cô nát thì đừng hòng thoát khỏi đây trạch úy anh có yêu em không giọng thịt dai run run có điện thoại hòa cùng làn gió ồn ào khiến cho trạch úy bỗng có một nỗi bất an tôi ừ anh à tịch duệ có thai rồi Giọng điệu buồn nôn đó Tịch dài vẫn còn nhớ rõ Cô em gái thân yêu đã hại đời cô Giọt nước mắt khẽ lan dài Cô nghẹn đến uất đi Anh có yêu em không? Chị à, chị buông tha cho anh ấy đi Không lẽ chị muốn cháu mình sinh ra không có cha? Ừ Đừng làm phiền em với trạch úy hành sự nào Bộp Chiếc điện thoại rơi xuống Tiếng hô hoán của ai đó Trạch thiếu ra, thiếu phu nhân rơi xuống biển rồi Cái gì? Trạch úy tức tốc chạy đi Nhưng bị tịch duệ kéo lại Cô ta òa khóc Đừng đi mà, mặc kệ cô ta chết đi Em cần anh, con cũng cần anh Trạch úy cảm thấy nhói đau ở trong tim Tịch dai cũng từng cầu xin anh đừng đi Đừng bỏ mặc cô trong lễ cưới Nhưng anh đã không làm vậy Chờ anh Trạch úy mặc kệ sự la hét của tịch duệ Lần đầu tiên anh cảm thấy như sắp mất cô Một thứ gì đó bất an đang dâng trào trong lòng anh trời đổ cơn mưa, ở vách đá có rất nhiều người, ai nấy cũng chần chừ không muốn xuống. Mưa lớn, sóng biển quần cuộn như cá mập có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Trạch úy vừa đến, hắn giận dữ vì không ai tìm kiếm tịch dai. Các người làm gì vậy hả? Thiếu phu nhân đang ở dưới, sao không ai cứu? Trạch úy điên lên, nắm cổ áo của tên quản lý, gằn giọng Tôi, tôi... Mấy người không xuống thì tôi xuống. Trạch úy chạy đến vách núi, định nhảy xuống thì nghe thấy tiếng gọi. Trạch úy, con mà nhảy xuống thì mẹ sẽ chết theo con. Đồ nghịch tử, mau bắt thiếu gia lại. Hai tên vệ sĩ xông đến, ôm lấy người hắn, vật xuống. Là mẹ trạch úy, phu nhân họ trạch danh giá. Cái con tiện nhân đó mà con cũng cứu ư. Mất trinh trước khi vào trạch ra là loại hư thân mất nết. Bà vừa khóc vừa nói. Trước mắt trạch úy bây giờ chỉ một màu đêm đêm tối, Tại sao tim hắn lại đau như vậy? Hắn rõ ràng không yêu tịch dai mà. Trạch gia cần một đứa con trai nối dõi, con phải chịu trách nhiệm với tịch duệ. Trạch úy, con phải nghĩ đến mẹ, mẹ già rồi, cha mất, con cũng còn trẻ, nên hãy chịu trách nhiệm với tịch duệ đi. Gia tộc tịch sẽ cắt đứt quan hệ suốt bao đời nay khi biết chuyện này. Trạch phu nhân khỉu xuống, bà bắt đầu khóc. Tịch dai không phải cháu gái của tịch gia sao? Trạch úy mơ hồ, trong đầu hắn là một mớ hỗn độn. Nó chỉ là dưỡng nữ, được tịch ra nuôi. Còn tịch duệ mới là đại tiểu thư. Nếu không phải ban đầu con khăng khăng lấy nó. Trạch úy bất giác, nhìn về phía xoáy nước sâu dưới vách đá. Hắn đang nghĩ gì? Khóe mắt hắn đọng nước mắt. Trên thương trường, ra ngã, trà đạp, tranh giành. Hắn chưa bao giờ khóc. Tại sao tim hắn lại đau như xé toạc? Vâng. Trong đêm gió bão bùng đó, Lời nói của hắn lại vô tình đến lạnh người Từ xa xa Có bóng hai người nào đó Đôi mắt hiện lên rõ tia máu Đang nhìn về phía đông người kia Ba năm sau Ba năm qua trẻ úy thủ thân như Ngọc Hắn không còn trăng hoa như trước nữa Bắt đầu lập lại sự nghiệp của trạch gia Với sự giúp đỡ của tịch gia Công ty của hắn vươn cao mạnh mẽ Chỉ sau Angel World Hôm nay hắn được vinh dự đón Những người đứng đầu của Angel World trở về trạch úy chờ em ba ba chờ con phía sau trạch úy là một người phụ nữ đang bế đứa con chạy theo đó là tịch duệ ảnh hậu một thời của nền giải trí trung quốc cô ta bây giờ không còn giữ được nét mặt kiêu ngạo như lúc trước nữa sau khi giải nghệ cô ta chỉ mang danh vợ bé của trạch tổng tài vì hắn chưa bao giờ cưới cô tại sao lại đi theo tôi trạch úy giận dữ quát chồng yêu à nói vậy người ta giận á Tịch Duệ ép sát vào người trạch úy nũng nỉu, đường cong của cô ta vẫn vậy, vẫn quyến rũ mê lòng người. Tránh ra! Trạch úy không thèm nhìn lấy một cái, hắn sửa soạn bộ vest lại. Á, à, cô làm cái dám như vậy? Tịch Duệ bỗng la hét lên, cô ta va vào một người phụ nữ rồi té xuống, khuôn mặt giận dữ. Mắt cô mù à? Va vào tôi trước rồi quát. Người phụ nữ kia mặc một bộ váy ôm sát body, làn da mềm mại, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú được che khuất bởi chiếc kính dâm. Cô nhẹ nhàng quỵ xuống mỉm cười. Cô cười cái gì chứ? Tháo kính ra đi, tôi là ảnh hậu đó. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Chỉ dựa vào cô. Nụ cười của người phụ nữ ấy ngày càng mở rộng và kiêu ngạo. Xoẹt, móng tay của cô ta rạch hẳn một đường dài trên má tịch duệ. Á, à, con khốn, con điếm, mày làm cái gì vậy? Tịch Duệ giơ tay định tát vào mặt người đó. Cô ta muốn biết người phụ nữ đó là ai mà dám làm vậy? Nếu cô muốn biết. Người phụ nữ chậm chậm tháo kính xuống. Á, à, ma, ma. Tịch Duệ la hét thất thanh. Tại sao tịch gia còn sống? Rõ ràng cô ta đã mất tích dưới lòng đại dương rồi cơ mà. Khuôn mặt này quá sắc sảo, rất giống tịch giai. Chỉ khác là khuôn mặt này quá kiêu ngạo và lạnh lùng, không ngây thơ như lúc trước. Nghe thấy tịch duệ la hét, trạch úy nóng lòng chạy đến, hắn bẩn thần khi nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia. Tay hắn bất giác kéo cô vào lòng. Cảm giác ấm áp này từ lâu sau hắn lại không nhận ra. Tịch dài! Trẻ úy run rẩy, hắn sắp khóc đến nơi. Nỗi nhớ đè nén trong tim hắn bao năm qua khiến ngạt thở đến chết đi. Chàng trai trẻ, đạn không mắt đâu ha? Người phụ nữ đó lạnh lùng gạt trạch úy ra, cô cởi chiếc áo khoác ra đắt tiền, bị trạch úy ôm ném xuống đất tay vẫn chĩa súng về phía hắn, đôi mắt hiện rõ lên vẻ kinh tởm. Nào nào vợ yêu, có chuyện gì đấy? Một đám người đàn ông mặc vest chạy đến, người đàn ông uy nghi nhất mặc bộ vest báo, tai đeo khuyên tai, đầu nấm. Hắn nhẹ nhàng cướp lấy súng trên tay cô, hắn quý xuống nói nhỏ vào tay cô, rồi quay sang mỉm cười với trạch úy. Xin chào, chúng tôi là những nhà đứng đầu của angel World. Vương Tể. Xin chào, tôi là trạch úy tổng giám đốc công ty trạch gia bao đời này. Trạch úy thu lại vẻ mặt đau khổ lúc nãy, hắn cười nhẹ, đôi mắt vẫn lướt về phía người phụ nữ phía sau phương tề. Đây là... Trạch úy chỉ về phía cô, giọng bình thản. Vợ tôi, Alex Tiêu, cứ gọi là Tiêu Tề Giai. Phương Tề nói, vừa nắm lấy ngón tay đang chỉ về phía Tề Giai của trạch úy. Hắn siết chặt, sát khí tỏa ra. Phải chăng lúc nãy trạch tổng và phu nhân của mình đã mạo phạm đến vợ tôi? màn chào hỏi của trạch gia đây sao nụ cười của vương tề khá giống tể giai vừa ngạo mạn vừa quyền lực tôi con điếm này là tịch giai con đà bà thối chưa chết vương tổng đừng để bị lừa alex gì chứ chỉ làm con tiện nhân bị mất trinh tiết nhục nhã mà tự vẫn tịch duệ giận dữ gào đến cô ta vừa nói vừa chỉ về phía tể giai con trai của tịch duệ trạch tường chạy đến ôm chân vương tề khóc òa Hú hú à, chú ơi, chú phải đòi công bằng cho ba mẹ con, cô ấy định giết ba mẹ con. Tề dai khẽ nhếch mép, con trai ảnh hậu có khác. Làm loạn đùa chưa? Vương tề lạnh lùng, sách cổ trạch tường lên. Vương tề bỗng dùng tay siết chặt cổ của trạch tường. Động tác quá nhanh, khiến cho tịch tuệ không khỏi bất ngờ. Còn thằng bé chỉ kịp kêu được vài tiếng, rồi ngất lịm đi. Vương tề, anh làm gì con tôi vậy? Tịch Duệ giận dữ hét lên, Phương Tề càng cười tươi hơn nữa, một nụ cười chết chóc. Giác rưởi, bẩn thỉu tay thôi. Phương Tề thẳng tay ném trạch đường xuống đất, Tịch Duệ lao đến ôm con, cô ta bắt đầu khóc. Con tôi, con ơi! Cấm miệng, Vương Tổng chỉ dùng một lực nhẹ, nó quá yếu ớt nên ngất thôi. Quản gia mau đưa Tịch Duệ và Tiểu Tường về. Trạch úy chứng kiến hết tất cả, hắn ta vẫn thản nhiên ra lệnh. Ai cũng biết trong nhiều năm qua, vương gia đều vô tình tàn ác vương tề may mắn chỉ cảnh cáo trạch tường nếu hắn không đưa tịch duệ về thì e rằng cô ta xác sẽ không còn món quà đáp trả tình cảm của tôi dành cho trạch tổng như thế nào vương tề nhẹ nhàng đi tới nói nhỏ bên tai của trạch úy đụng tới vui nhân của tôi thì gia tộc các người sẽ bị phong sát lời nói nhẹ thoảng bên tai cũng đủ khiến cho trạch úy dù bình nhưng dù cho có chết đi chăng nữa Tịch dài mãi mãi chỉ thuộc về hắn Hợp tác vui vẻ Trạch úy mỉm cười Bắt tay với vương tề Không khí căng thẳng đến ngộp thở Tôi có một việc muốn nhờ trạch tổng đây Việc gì Tôi có thể giúp được Tìm một địa điểm tổ chức đám cưới cho chúng tôi Vừa nói Vương tề vừa nhìn về phía tề dai Đôi mắt ẩu yếm Câu nói như ghim vào trái tim của trạch úy Đồ vật của hắn Tại sao bây giờ lại kết hôn cùng người khác hắn cũng từng đối xử tốt với cô mà. Đúng vậy, lý do về nước của tôi và anh ấy là để tổ chức kết hôn tại quê nhà. Tề dai lên tiếng, vừa nói cô vừa ôm lấy tề vương. Khuôn mặt nũng nịu khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng khi nãy. Cô từ đầu đến cuối im lặng xem trò vui, chỉ tiếc là vương tề đã cướp lấy khẩu súng mà cô thích nhất. Nếu không thì giờ này mẹ con tịch duệ đã hồn bay sắc mất. Tôi sẽ... Trạch Uy lúng túng, Tề dai chắc chắn là tịch dai Chỉ là bây giờ hắn chưa có bằng chứng Vậy nhé tôi mệt rồi Vương tề bế em Ok vợ yêu Vương tề bế cô lên Đi về phía xe họ đã chuẩn bị Khuôn mặt đã không còn lạnh băng nữa Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi Tại biệt thự vương gia Wow về nhà đúng là tuyệt nhất Tề dai vừa về tới nơi Đã ngã vào sofa gần cửa sổ Vương tề tiến tới áp sát cô vào cửa. Vợ yêu à, em muốn được cầu hôn bằng gì nào? Chúng ta chỉ đóng giả thôi mà, tiểu tê. Tề. tề dài đẩy vương tề ra, vương tề chụp lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Em luôn chờ chị, khi chị trả thù xong, chị cho em một cơ hội nhé. Cô xấu hổ khi bị hôn bất chợt, ánh mắt vẫn kiên định. Chị không muốn yêu nữa, em sẽ bù đắp cho chị. Em yêu chị, em muốn cưới chị, tất cả đều là sự thật. Tề dai thở dài Cô bỗng nhiên nhớ về những ký ức của ba năm trước đây Chị về phòng đây Bị tề dai né tránh Vương tề hét lên Em luôn đợi chị, tiểu dai Căn phòng tối, vài chai bia Tề dai thu mình vào một góc tối Nước mắt khẽ lăn dài Ba năm trước, cô nhận được tin nhắn Từ trạch úy hẹn cô ra vách đá Nơi hắn từng cầu hôn cô Ở vách đá cô nhìn thấy tờ giấy ly hôn Đã có sẵn chữ ký của hắn Tề dai muốn xác định hắn có còn yêu cô hay không nên mới gọi hắn. Sau khi cúp máy, cô thẫn thờ nhìn xuống vách đá. Ai đó đã đẩy cô xuống dưới biển. Nước biển lạnh lẽo nuốt chửng cô. Trong thời khắc cô tuyệt vọng nhất một bàn tay ôm lấy cô vào lòng cứu cô vào bờ. Đó là Vương Tề. Năm đó, đứng ở phía xa nhìn hắn bất lực không cứu cô, không tìm kiếm cô. Tề dai đã đau khổ một thời gian dài. Sự việc xảy ra quá đả kích khiến cô có hai mặt tính cách. Một mặt của lúc trước và một mặt là kẻ cuồng sát, không có tình yêu, lạnh lùng, u uất. Vương Tề đưa cô sang anh và bắt đầu điều trị, huấn luyện và dạy dỗ cô. Là người xoa dịu mỗi khi cô muốn giết người, thay tên đổi họ và có hôn ước với cô. Ba năm qua, Vương Tề kém cô ba tuổi, có tình cảm đặc biệt với Tề Giai. Nhưng Tề Giai luôn khép kín trái tim mình, chưa từng cho Vương Tề một cơ hội. Lần này trở về, với lý do khiến trạch gia tan xương nát thịt, không còn chỗ đứng trong xã hội, tề dai đánh cửa hôn nhân của mình để trả thù trạch úy. Khi nhìn thấy tịch duệ, cô đã điên lên và muốn giết cô ta. Nhưng một lần nữa, vương tề lại xuất hiện. Hắn là người chứng kiến bộ dạng cô sau khi giết người. Cô sợ hãi, luôn cho đó là không phải mình. Cạch, vương tề mở cửa đi vào. Anh đi đến, khịu quý xuống bên tề dai, tay ôm cô vào lòng, Tề dai bật khóc nở như một đứa trẻ. Chị đau khổ đến chết đi sống lại. Chị muốn giết cả gia tộc họ. Vương tề, chị sẽ điên lên mất. Vương tề càng siết chặt lấy tề dai, cất giọng trầm ấm. Em sẽ bảo vệ chị. Giọng nói kiên định, cái ôm ấm áp khiến tề dai bất giác ngừng khóc. Đùng, đùng. Pháo bông bắn lên, giao thừa đã đến. Từ hôm ấy, cô và anh đã ngồi rất lâu cùng ngắm pháo bông đây là năm thứ ba anh ở bên cô. Happy New Year, tiểu giai của em. Tại trạch ra. Mẹ, mẹ phải đòi công bằng cho con. Xem tin nữa thì tiểu tường đã... Tịch Duệ khóc bên phu nhân trạch. Con tiện nhân này, tưởng với được thần đàn ông thay đổi thân phận thì ta không nhận ra. Con yên tâm, mẹ có cách trưng trị nó. Cách nào ạ à, mẹ? Trạch phu nhân lấy ra một thiệp mời, đính một con hổ bằng vàng, biểu tượng của nhà họ Vương. Đây là tiệc chào mừng sự trở lại của nhà họ Vương. Con nghĩ như thế nào nếu cái clip bị hiếp dâm ngày xưa của tịch dài được tung cho công chúng? Tịch Duệ mắt sáng rỡ, chụp lấy tay bà, giọng điệu cảm kích. Đúng là mẹ chồng của con. Tiếc là đoạn clip này chỉ quay được khúc xe áo và sàm sỡ. Nhiều đó cũng đủ làm cô ta bẽ mặt rồi mẹ à. Tịch Duệ đắc ý. Dù có nhà họ Vương chống lưng, đứng đầu Angel War thì sao? cô chỉ mãi mãi đứng sau cô ta mà thôi. a à. Tể dai bỗng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, nước mắt dâng trào. Vương tề suốt mấy ngày qua thúc trực bên cô, vì cô sốt cao, đã thế còn uống bia. Kết quả là hôn mê mấy ngày nay. Sao vậy tiểu dai, có chuyện gì à? Tề dai ôm đầu, đẩy vương tề ra. Chị lại mơ thấy cảnh năm ấy. Bọn chúng, bọn chúng xé áo chị, xàm sỡ chị, chạm vào người chị. Ánh mắt thèm thường đó, Chị chết mất thôi Tể ra bắt đầu mất lý trí Đôi mắt xinh đẹp của cô Phủ một màu nước mắt Vương tể xếp tay thành nắm đấm Nếu lúc ấy em không kịp thời cứu chị thì Tể dai, Em đã giết hết bọn chúng Chính là phu nhân trạch Bà ta hại chị Em không thể nào tha thứ cho bà ta Vương tể đi đến Nâng mặt của tể dai lên Trái tim anh vẫn luôn nhói lên Khi thấy cô đau khổ Anh muốn cô tật cứng rắn Em đã chuẩn bị một trò hay cho bà ta tại bữa tiệc sắp tới. Phương Tề dùng tay lau đi nước mắt của Tề Giai. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô. Hai tuần sau đó, đại tiệc đánh dấu sự trở lại của họ Phương với quy mô lớn. Khách mời là những đối tác làm ăn trong và ngoài nước. Màu chủ đạo trang trí là màu tím kết hợp cùng màu trắng tinh khiết. Mỗi bàn đều được đặt một đóa hoa oải hương rực rỡ, đính kèm một con hổ oai linh bằng vàng ở một nơi nào đó của bữa tiệc. Đây là một vạn, video này tôi muốn anh bí mật chiếu lên màn hình lớn đại sảnh. Trạch phu nhân rúi tiền vào tay người phục vụ, người phục vụ mỉm cười gian. Nếu tôi không làm thì sao? Hai vạn. Khách mời đã đến đông đủ tại đại sảnh, trạch úy và tịch tuệ cũng đã đến. Trạch úy mặc một bộ vest xanh dương, màu mà tịch dai ngày xưa thích. Tịch duệ diện đầm đuôi cá màu đỏ, phần trên xẻ lộ chân ngực, Cô ta khoác vai Trạch Úy, mỉm cười nhẹ nhàng cuốn hút, Tịch Duệ thầm đắc ý, còn tiện nhân Tề dai này sẽ lại một lần nữa, thua một cách thảm hại. Cạch. Đèn bỗng dưng tắt hết, chỉ còn ánh sáng ở phía cầu thang đại sảnh, một đôi nam nữ đang khoác tay nhau đi xuống, đó là Vương Tề và Tề Dai. Tề Dai hôm nay chọn một bộ đầm xòe màu tím nhạt, làm tôn lên nước da trắng ngần, tóc búi cao, đính vài bông hoa oải hương, đôi giày pha lê ôm trọn bàn chân gầy cô trang điểm đơn giản nhưng vẫn bộc lộ vẻ đẹp xuất thần của mình. Đi bên tể dai, Vương Tề mặc một áo vest đen lịch lãm, cà vạt màu tím. Trang phục của họ mặc như sinh ra là dành cho nhau. Đôi mắt ấm áp, luôn nâng đỡ tể dai. Mọi người trong đại sảnh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kiêu xa ấy. Chào mừng quý vị đã đến với bữa tiệc hôm nay. Vương Tề mỉm cười, lời nói rõ dạc. Đại tiệc hôm nay đánh dấu sự trở lại của Vương Thị chúng tôi, và cũng là tiệc đính hôn vương tề chưa dứt câu mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán vương tổng nổi tiếng là ăn chay đây là phu nhân của tôi tề giai vương tề siết chặt tề giai vào lòng như đánh dấu chủ quyền trạch úy lòng đầy tức giận hắn ta định lao lên trạch úy vợ anh ở đây không phải cô ta buông ra trạch úy đẩy tịch duệ té xuống sàn nghe thấy tiếng động mọi người đều quay lại nhìn trạch úy vương tề cướp vợ của người khác vui vẻ lắm sao tiếng bản tán ngày càng lớn hơn. Vương Tề định đáp trả thì Tề Giai ngăn lại. Cô bỗng mỉm cười. Thưa Trạch Tổng, tôi nhớ rằng vợ anh là tịch phu nhân đây sao? Vợ anh là tịch Giai, chính là em. Bao nhiêu năm nay em rời bỏ anh chưa đủ sao? Tề Giai chậm rãi nhìn Trạch Úy. Cô hít thở thật sâu, đôi mắt kiểu diễm, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của vị Trạch Tổng từng làm mưa làm gió. Ồ, vợ anh là tịch Giai. Anh chưa từng công khai vợ mình. Nghe nói ba năm trước, tịch nhị tiểu thư qua đời. Không lẽ anh thừa cơ hội lấy luôn chị gái của tịch nhị tiểu thư, tịch duệ đây sao? Những nhà dẫn đầu lớn dùng đôi mắt khinh bỉ để nhìn đôi cầu nam nữ. Thì ra trạch tổng đây là cha nam, cha nam. Tịch duệ là anh hậu, vậy mà đi cướp chồng của em mình. Tin sốt đây. Cô... Tịch duệ nổi giận, chỉ vào tề dai. Vương tề bỗng chắn ngang bảo vệ tề dai. Giọng anh không còn đùa giỡn như trước hôm nay là lễ đính hôn của vương gia nể tình mối hòa thuận lâu năm của vương trạch tôi tạm bỏ qua cho hai người giờ thì mời hai người ra khỏi đại tiệc hôm nay vương tề anh dám chưa đủ nhục sao trạch tường kéo tay tịch duệ chuẩn bị ra ngoài ơ mạnh giọng nói quen thuộc này ai nấy đều quay lại màn hình lớn ở đại sảnh trên màn hình rộng lớn chiếu cảnh đôi nam nữ đang ân ái những tiếng tên phát ra ngượng ngùng đó là trạch phu nhân mà một người chỉ về hướng màn hình hét lên. Không sai, đó chính là trạch phu nhân quyền quý. Nhưng chỉ khác là bà ta đang trần chuồng nằm dưới thân một chàng trai trẻ. Chà, đúng là muốn hồi xuân đây mà. Không ngờ đấy, mất mặt trạch gia hết rồi, không còn thể thống gì nữa. Con trai đi cướp vợ người khác, con dâu đi cướp chồng từ tay em mình. Mẹ thì đang ân ái cùng trai trẻ. Chà, thể diện của trạch gia còn đâu nữa. Mọi người bàn tán xôn xao, Trạch Úy ngay lúc đó chạy đến tắt điện toàn sảnh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không thể để mẹ hắn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trạch gia mấy năm nay. Cạch. Đại sảnh tối đen như mực, Tịch Duệ chưa kịp phản ứng thì cô đã cảm thấy một vật nhọn đang kề sát má mình. Hello, Tiểu Duệ. Hơi ấm phả vào tai cô, khiến Tịch Duệ rùng mình, giọng nói ghê tởm, cách nói chuyện dịu dàng, hương thơm thân thuộc này là của Tịch giai. Tịch giai, dù cô có trở thành tề giai đi chăng nữa Cô mãi mãi cũng chỉ thua tôi thôi Tịch Duệ lên tiếng thách thức Thay cô ta luồn vào trong tà váy Móc một khẩu súng ra Chỉ tiếc là năm ấy cô không thể dùng khẩu súng này Giết tịch giai Bây giờ là một cơ hội tốt Thế à tôi lại không nghĩ vậy Tiểu Duệ Cô nghĩ xem Khi đèn vừa bật sáng Cô và trẻ quý nằm cùng nhau trên một vũng máu Trên tay hắn đang cầm một con dao Và vài tấm hình cô đi khách sạn cùng anh họ Chà. Tề giai lướt nhẹ lưỡi dao quanh vùng cổ tịch duệ, cô nhấn mạnh, giọng nói sắc bén. Trạch Tổng rất vui ảnh hậu của mình ngay tại lễ đính hôn của vương gia, vì đội mũ xanh, nuôi đứa con của người đàn ông khác, sau đó tự sát. Ồ, oh, nghĩ tới đã thấy thú vị rồi. Giọng cười của Tề giai ngày càng ma mị, ẩn sâu trong đó là cả một sự chết chóc. Tề giai đang trở thành một con người khác. Không, cứu tôi với, tịch giai muốn giết tôi ai đó hãy cứu tôi với tề dài lặng lẽ cầm tay tịch duệ lên đặt vào lòng bàn tay của cô ta một con dao nắm tay cô ta chặt lại đưa về phía bụng tề dài a tề dài cô làm gì vậy con dao kim vào bên hông vai của tề dài máu ứa ra tề dài dùng máu ấy bôi lên người và tay của tịch duệ cô không còn cảm thấy đau đớn mà là sung sướng tịch duệ hãy chào đón niềm vui phía trước cạch đèn đại sảnh bật sáng lên, khung cảnh trước mắt, tịch duệ đang cố giết chết tề dai. Vương tề nãy giờ chỉ đứng xem và chờ cô ra hiệu bật đèn. Anh không muốn ngăn cản cô giết tịch dai vì à ta rất đáng bị như vậy. Nhưng đột nhiên, tề dai lại thay đổi kế hoạch, tự tổn thương chính mình, làm vương tề đứng ngồi không yên. Dù là anh biết chỗ bị đâm mấy không sâu và không bị thương nặng. a à, Tịch Duệ, cô ta làm gì vương phu nhân vậy? Tịch Duệ nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, khuôn mặt tể giai nhạt nhòa dần tịch duệ đừng giết tôi vương tề mãi mãi cô không có dầm tể giai ngã xuống sàn không tôi không có làm không có làm mà tịch duệ hoảng loạn ném con dao xuống và chạy ra cửa chính không thể được cô ta không làm cô ta sẽ đi tù mất người đâu đi bắt tịch duệ nhốt chạy phu nhân và trạch tầm ở lại vương tề chạy đến bế tể giai anh ra gia lệnh rồi đưa tể giai đi tịch giai Trạch quý anh sẽ làm mọi cách để đem em về sáng hôm sau anh hậu tịch duệ là tiểu tam mưu giết hôn thê của vương gia trạch gia mất hết thể diện, trạch phu nhân có nhân tình là trai trẻ anh hậu hết thời bị chồng tuồng bỏ quyết làm tiểu tam trạch gia giết con dâu để lấy đại tiểu thư anh hậu náo loạn đêm đính hôn nhà họ vương tin hot đứng đầu các tờ báo tv hàng loạt công ty công bố hủy show có liên quan đến tịch duệ ngay cả công ty quản lý cũng hủy hợp đồng với cô ta. Vấn đề xã hội đang quan tâm đó là vụ lùm xùm của ảnh Hậu và Trạch gia. Cổ phiếu của Trạch gia rất xuống hàng loạt, ai ai cũng biết ngày tàn của Trạch gia sắp đến. Tề dai, chị vui rồi chứ?" Vương Tề giận dữ ném tờ báo xuống đất. Vết thương của Thề dai nếu không cấp cứu kịp thời thì đã Bây giờ cô đã tỉnh, nhưng anh vẫn lo lắng. "Thôi nào, đỡ chị dậy đi Tề Tề, nằm hoài chị thấy rất chán." "Tha cho chị lần này đấy." giận thì giận nhưng thương thì thương vương tề đi đến đỡ lấy tề giai đặt gối cao cho cô tựa vào may mắn là cô không nhớ gì về nụ hôn đêm hôm đó nếu không thì anh tiêu rồi tịch duệ bỏ trốn rồi trạch úy cũng chẳng mắt lại được chỉ duy nhất trạch phu nhân chờ chị ra lệnh em lập tức giết chết bà ta tề giai mỉm cười tay nhớ má vương tề vương tề nhà ta giận thật rồi dễ thương quá đi dù đã lớn nhưng bị tề giai đối xử như một đứa con nít khiến vương tể tức tối. Chị, chị, ha <laughs> ha Một tuần sau, tin hot của tịch duệ và trạch gia bỗng nhiên bị đàn áp xuống và không còn dấu vết. Tịch gia đã lên tiếng bênh vực tịch duệ và tuyên bố rằng tịch gia chỉ là dưỡng nữ do mất trình tiết trước khi vào cửa trạch gia nên mới tự vẫn. Ai còn tung tin đồn sẽ bị kiện theo pháp lý. Chuyện ở vương gia chỉ là một hiểu lầm, có người đã ra đầu thú mưu sát tể dai, nhưng không thành, liền đổ hết cho tịch tuệ. Tóm lại, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tể dai không bất ngờ lắm về hành động của tịch gia. Mẹ cô bị tình nhân của bà chèn ép xuống thành nhị phu nhân vì cô ta sinh được con trai. Mẹ cô vì chuyện ấy mà sốc đến đột quỵ. Chớ trêu rằng, đứa con trai ấy cũng qua đời vài năm trước. Tề Giai mới chính là đại tiểu thư. Nhưng tịch gia không công nhận, lại càng muốn che giấu chuyện dơ bẩn mà con trai họ làm bây giờ cô theo họ mẹ. Tiểu Giai, đang nghĩ gì đấy? Phương Tề đột nhiên xuất hiện, phá tan mọi suy nghĩ của cô. Tề Giai bỗng thở dài. Hai, chạy phu nhân ở đâu? Ngục tối ở phía bắc biệt thự. Tiểu Giai, chị hỏi chi vậy? Tề Giai bỗng cười bằng cách nhàm hiểm. Cô đứng dậy, ướn đôi vai gầy, buộc tóc cao. Đem bảo bối của chị đến nơi bà ta đang ở. Chị đợi cương ở đấy. Phương Tề cảm thấy có điều gì không lành, Tề Giai rốt cuộc đang nghĩ gì? Tiểu Giai, chị tính làm gì? Khởi động cho giãn cơ, dạo này quá lười rồi. Chưa hành hạ ai khiến cơ thể chị không chịu được. Trong ngục tối, tranh phu nhân bị trói chặt, ngồi trên chiếc ghế trong một căn phòng rộng lớn. Bà ta bị che mắt, chỉ được nhìn thấy ánh sáng khoảng một tiếng mỗi ngày. Tề Giai hôm nay diện một cái áo đen mập mờ khuôn ngực. Chiếc quần ôm sát đôi chân dài, phô ra những đường cong mềm mại. Tóc cô búi cao, tay tể dai cầm một chiếc roi da cán vàng, đó là một trong những bảo bối yêu thích của cô. Chà, cuộc vui sắp bắt đầu. Những tên các ngục khẽ nhếch mép, vương phu nhân rất ít khi đích thân chừng trị một ai, bà ta thật có phúc. Cạch, cạch, từng tiếng bước chân của đôi giày cao gót đèn tuyền, những tiếng roi da quất trong gió, hòa vào bầu không khí im lặng. Hai, trạch phu nhân. Tể dai đi đến, tay lướt nhẹ qua vai của bà ta, Trạch phu nhân bỗng chốc dùng mình. Bà ta đang sợ sao? Tịch dài, mày thả tao ra. Trạch úy sẽ giết mày. Buông tao ra. Trạch phu nhân cố là hét. Thả bà ra. <laughs> Đó chẳng phải là câu chuyện đáng cười sao? Đứa con gái như mày, dù có được vương gia chống lưng thì cũng chỉ là gái điếm. Trạch ra thật xấu hổ khi có mày làm dâu. Tể dài bỗng cười lớn hơn nữa. Bà có biết đứa con dâu tịch duệ yêu quý của bà đang ở đâu không? Nó sẽ cứu tao, nhân định nó sẽ lại một lần nữa dẫm đạp mày, con tiện nhân tịch dai kia. <laughs> người đâu? Tháo khăn che mắt ra. Tề dai ra lệnh, đôi mắt ấy vẫn căm thủ tề dai như năm nào. Bà có biết, lúc tôi bị bắt cóc, tôi đã trải qua những chuyện gì không? Trạch phu nhân được nước lấn tới, mày xứng đáng bị như vậy. Trong căn phòng tối đầy mùi hôi ấy, tôi co rút bản thân lại với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng trạch úy sẽ cứu tôi. Nhưng không. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, tôi đói đến chết đi. Cổ họng khô khàn vì kêu cứu, đôi mắt khóc đến mờ đi. Những tiền cành giữ ấy sờ vào người tôi, đè tôi ra. À! Tể dài phát điên lên, cô quất do liên tiếp vào người bà ta, cung đầu ngồi xuống đau khổ, nhưng giọng cười vẫn mãnh liệt. Ha ha ha! Nhưng không. Em ấy đã đến. Em ấy cứu tôi và bảo vệ tôi. Chuyện đó đến giờ tôi vẫn còn trinh. Trạch phu nhân bị quất đến đau điếng người. Bà ta ngày càng hét lớn. "Suỵt, Không ai cứu bà đâu. Tịch dài tôi có chết cũng không tha cho bà. Ha ha ha! Người đâu? Treo bà ta lên! Trạch phu nhân bị treo lơ lửng trên không trung. Tề dài tạt nước vào người bà ta. Trạch phu nhân càng la hét thảm thiết hơn. Mày làm gì tao vậy? Đó chỉ là màn khởi động nhẹ, nước muối chanh thôi mà à vết thương do bảo bối tôi gây ra chà nó sẽ thấm từ từ chưa nói hết câu bỗng nhiên tề dai ôm đầu la hét cô bắt đầu khóc đôi mắt tối sầm không còn vẻ của người trước đó nữa tịch dai không phải mày mày không giết người tay mày lại dính máu rồi tề dai tự nói với chính bản thân mình đầu cô đau quá tim cô tại sao lại đau như vậy tề dai Mày là tề dai, không phải tịch dai ngu ngốc ngày xưa nữa. Trạch phu nhân thấy tâm trạng hỗn loạn của tề dai, bà ta cười đắc ý. Thì ra cô ta bị tâm thần, một kẻ bị tâm thần. Ha <laughs> tịch dai, con dâu bảo bối của mẹ, con là tịch dai mà. Vương gia là loại người xấu, về đây mẹ thương. Tề dai bỗng chốc nhìn bà ta. Mẹ, chát, là tề dai tự tác chính mình. Mày là tề dai, tề dai, không phải tịch dai. Chạy phu nhân ngày càng phấn khích hơn vương gia sẽ giết mày họ sẽ không chấp nhận đứa con dâu như mày ha 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 mau mau về mà ông chân trạch úy xin lỗi đi phu nhân của tôi cần bà quản lý giọng nói đành thét lạnh lùng này là của vương tề Vương tề bế cô lên hôn nhẹ lên trán cô đôi tay vuốt lấy đôi mắt diễm lệ đang tràn đầy nước mắt ngủ đi vương tề đánh vào gáy tể dai khiến cô rơi vào giấc ngủ khi cô vừa khép mi, anh đưa tay đang cầm súng về phía trạch phu nhân. Không một ai được phép làm tổn thương Tề gia. Anh nhấn mạnh từng chữ. Trạch phu nhân không còn gì để mất. Bà ta khiêu khích Vương Tề. Sẽ thật thú vị nếu họ vương biết cậu cưới một con điên về làm vợ. thì sao chứ? Nói nhỏ cho bà nghe này. Thật ra, trạch tường không phải là con của trạch úy. Tịch Duệ làm giả giấy tấm định ADN để lừa bà đấy. Trạch phu nhân à. Trạch phu nhân như không tin vào mắt mình, bà ta giận dữ. Tịch Duệ đứa con dâu yêu thương của bà, tại sao cô ta lại làm như vậy? Trạch Úy bị đội mũ xanh sao? Không, Tịch Duệ, con tiện nhân, mày dám lừa tao. Vở kịch hạ màn và tạm biệt. Đùng. Súng trúng vào bụng của Trạch phu nhân, bà ta hét lên đau đớn, Vương Tề càng phấn khích. Tôi chưa cho bà chết đâu máu sẽ chảy từ từ rồi cạn kiệt. Trong thời gian ấy, bà sẽ hiểu cảm giác không sống được, chết cũng chẳng xong. Vương Tề ôm Tề dai quay lưng đi, cánh cửa ngục tối đóng lại, chỉ còn thấy hình bóng bị treo lờ lửng. Ngày hôm sau, Vương Tề vừa về đã lên phòng Tề Giai. Anh hôm nay tự tay hái một ít oải hương thơm ngát tặng cô, kèm theo đó là một bữa sáng cô luôn thích. Vương Tề mở cửa, kèm theo một nụ cười thật tươi. Tiểu Giai, em mang bữa sáng đến cho chị dầm vương tề bần thần làm rơi bữa sáng trước mắt anh tề giai đang định leo xuống lầu đầu tóc rũ rượi đôi mắt sừng húp anh chạy thật nhanh đến ôm cô kéo lại tề giai đẩy vương tề ra cô vừa khóc vừa cầu xin vương tề vương tề xin em hãy cho chị về chị là tịch giai chị yêu chạy ý chị yêu anh ấy rất nhiều vương tề tức giận anh nắm chặt vai cô anh cố gắng kiểm nén Tề dai, chị là tề dai, chị không phải tịch dai ngày xưa nữa. Em yêu chị, em yêu chị, đừng rời bỏ em mà, chúng ta đang trả thù cho chị mà. Tề dai bất giác, đưa đôi bàn tay lên. Chính bàn tay này đã nhuộm đầy máu, chính người này đã hại chị. Phương tề, thả chị ra, chị không yêu em, làm ơn, chị chết mất. Tề dai chỉ về phía phương tề, làm anh đau như thắt lên, cố gắng kiềm nén. Anh buông cô ra, nghẹn ngào đóng cửa sổ đi ra ngoài. Em nghĩ chỉ cần yên tĩnh Em sẽ quay lại Phương Tề bước vào phòng tắm Anh nhìn gương Giận dữ đấm vào chiếc gương ấy Máu dỉ từ tay anh Phương Tề ôm lấy khuôn mặt Anh đau khổ tự trách mình Tại sao chừng ấy thời gian Cô vẫn không yêu anh Phương Tề bước ra khỏi phòng tắm Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trong ấy Người quản lý vừa nhìn thấy anh Hốt hoảng Vương Tổng Vương ra trở về Nghe nói vì vụ anh kết hôn với cô rể dai Hai Sao nữa đây người phục vụ phòng cũng chạy đến với dáng vẻ sợ hãi. Thưa vương thiếu gia, vương thiếu phu nhân, cô ấy, cô ấy, cô ấy trốn rồi. Cái gì? Vương tề nắm lấy vai người hầu, cô ta sợ hãi, run rẩy. Thiếu phu nhân nhờ tôi đưa cô ấy đi dạo, cô ấy nói thèm bánh ngọt, tôi mới vào nhà bếp lấy. Lúc trở ra thì... Chết tiệt, huy động lực lượng tìm kiếm thiếu phu nhân. Trong đêm nay, phải tìm ra tung tích của phu nhân. Nếu không, tôi sẽ lột ra mấy người. Vương tề không còn giận dữ nữa, anh nói bằng giọng lạnh băng, êm đềm như chiếc bão. Vương Tổng, Vương Lão Gia đã tước quyền tạm thời của anh. Bây giờ anh đã bị giam lỏng trong biệt thự này. Vương Tề hít thở thật sâu. Anh im lặng, quay lưng đi đến sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi đều có vệ sĩ và súng. Họ sẵn sàng hạ thủ khiến anh bị thương bất cứ lúc nào nếu chống cử. Đó là cách giáo dục của Vương Gia. Anh gọi cho Vương Lão Gia. Món quà của ông khi từ nước ngoài về sao? Tiểu tề, con sống cùng con bé đó ba năm, ta đã đủ nhân từ rồi. Con muốn giống ba con, vì người đàn bà năm ấy mà từ bỏ cả gia tộc. Nhưng đó là mẹ tôi. Vương tề hét lên, nước mắt anh dâng trào. Ta không muốn nhắc lại quá khứ. Con bình tĩnh đi, ta sẽ đến tìm con. Con cứ ở đó, hai tuần nữa tiến hành thực hiện đính ước với tiểu thư họ mộc. Tôi sẽ giết ông. Vương tề siết chặt điện thoại nếu con không kết hôn theo lời ta tề giai đó sẽ biến mất ông tút tút vương tề ngã khỉu xuống anh đau khổ nhớ về những ký ức năm anh năm tuổi mẹ anh đỡ cho ba anh một phát súng mà qua đời không lâu sau đó ba không chịu được mà tự vẫn vương tề được ông nội đưa về chăm sóc chỉ dạy ba mẹ làm sao để bảo vệ người con yêu đây tề giai chạy đến vách đá năm ấy gió lạnh thổi vào người cô Cô co người lại Nhớ về những gì đã qua Vương Tề rất tốt Thật sự rất tốt Tiếc rằng cô không xứng Ông nội của Vương Tề đã đến tìm cô Ông và cô đã nói chuyện với nhau rất nhiều Ông không muốn cô làm lỡ mất cuộc đời đang phát triển của Vương Tề Cô không còn yêu chạy úy nữa Cô càng không thể xứng với tình yêu của Vương Tề Giọt nước mắt rơi xuống Thời gian qua Cô quá mệt mỏi rồi Xin lỗi Một giọt rồi hai giọt cơn mưa nặng hạt đến đau lòng, lạnh lẽo buốt tâm can. Tề dai bất giác run lên, cô ngồi dưới cơn mưa ấy, khóc hết nước mắt. Tề dai cảm thấy chỗ mình không còn mưa nữa, cô ngước mặt lên, chiếc ô ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy, lạnh lùng ấy, tuyệt tình ấy, cả giọng nói ấm áp nữa. Tiểu dai, anh nhớ em rồi. Là trạch úy, là hắn, hắn đang che ô cho cô, Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng do cô đan lúc trước. Biến đi! Tể ra quay đi, ôm cơ thể đang run rẩy. Anh rất nhớ em, suốt chừng ấy thời gian. Anh biến đi! Tể ra cắt ngang lời của trạch úy, đôi mắt lại một lần nữa đẫm lệ. Cô không muốn ai thấy cô yếu đuối lúc này. Tể ra đứng lên, dáng đi lảo đảo dưới mưa. Trạch úy chạy đến, ôm chầm lấy cô. Chiếc ô ngã lan lóc. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã từ bỏ em. Làm ơn, hãy rời xa vương tề anh biết em còn yêu anh tề gia vẫn lạnh lùng như thế bỏ ra anh không buông anh không buông tề gia giúp con dao giấu trong người ra cô kể lên cổ giọng bình thản tôi chết lại được chứ gì trạch úy hoảng sợ buông cô ra hắn nắm chặt tay cô quỳ xuống tịch giai đừng rời bỏ anh ba năm em đi anh như sống ở địa ngục không cách nào thoát khỏi chát tề giai tắt vào mặt trạch úy cái tắt này là thời gian anh khiến tôi đau khổ. Trạch úy vẫn quỷ như thế. Anh cắn răng, nước mắt đau khổ rơi xuống. Chát! Cái tắt này là khi anh từ bỏ tôi, mặc tôi chết. Chát! 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 Chát. Tể dài mỉm cười đau khổ. Cô buông con dao xuống, tay vứt khỏi tay hắn. Cuối cùng, cô cũng đã dũng cảm từ bỏ hắn. Trạch úy! Anh không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa. Tạm biệt! Tề dai quay đi, từng bước, từng bước mệt mỏi, trạch úy đứng thẫn thờ trong cơn mưa. Đúng, hắn là một thằng cha nam chết tiệt, nhưng hắn đã từng làm cô yêu hắn đến chết đi sống lại. Bằng mọi giá, cô sẽ là của hắn. Địch dai, cả đời này, tôi sẽ giành lại em. Tề dai sau hôm ấy, cô sốt liên tục trên đường đi và ngất đi lúc nào không hay. Tại vương gia, vương lão gia vừa trở về nơi đã kiếm vương tề, Ông lấy làm lạ, bình thường nếu bị giam lỏng như thế, Vương Tề sẽ làm náo loạn tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng mấy hôm nay thì khác, ông muốn xem thằng tiểu tử này bị sao. Vương thiếu gia đâu? Thưa Vương lão gia, thiếu gia đang ở trong phòng của Tề tiểu thư. Mau mau đưa ta đến. Vương lão gia lo lắng, căn phòng được mở ra, ông nhìn thấy Vương Tề ngồi thẫn thờ, xung quanh toàn bia, tay đang nắm chặt một tấm hình, căn phòng không một chút ánh sáng lạnh lẽo, ông đi đến ngồi xuống bên vương tề ra tay dấu hiệu cho mọi người rời đi giọng ông khá trầm khàn khàn ta cho cháu đau khổ hôm nay nữa thôi ngày mai mộc ra sẽ đến còn có cô mộc nữa cuộc đời con bây giờ và sau này ông nội muốn làm sao cũng được vương tề con đã chết tề giai tỉnh dậy đầu cô rất đau mồ hôi đầm đìa trên trán cô là một chiếc khăn trườm đá thân thể mỏi giống như cô đã trải qua một cơn bệnh nặng, căn phòng quen thuộc tuổi nhỏ. Dài dài, con tỉnh rồi à? Tề dài chưa kịp phản kháng, đã bị một người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy. Cái ôm ấm áp khiến cô trượt rơi lệ. Bà, bà ngoại, là bà đúng không? Tay tể dai run run, cô sờ từng nếp nhăn trên mặt bà. Bà ngoại cô vẫn thế, vẫn phúc hậu như ngày nào. Dài dài, ta không tin con đã chết, khi thấy con ngất xỉu trên đại lộ, ta đã nhận ra con. Cháu gái thân yêu của ta, thời gian qua con đã ở đâu? Tề ra chỉ mình ta còn tìm kiếm con, dai dai của ta. Con nhớ bà lắm, bà ơi, thật sự cảm ơn bà. Tề dai ỏa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi đau thời gian qua như được xoa dịu trong vòng tay bà. Hương thơm dịu của bà vẫn như hồi bé. Cách bà xoa lấy lưng cô. Cháu gái ngoan của ta, Dai dài yêu của ta hai người cứ mãi ôm nhau như thế mà không để ý người ngồi ở góc phòng người đàn ông mặc áo hút đi hồng chiếc quần ngắn màu trắng chẳng khác nào một thanh niên 18 tuổi chào tiểu dai tôi là anh họ của em uhm, đề kỳ lâm đây là chú còn có một người con trai từ nhỏ sống tại Mỹ sau khi chú mất kỳ lâm trở về chăm sóc bà tiếp nối gia sản họ tế À, chào anh Kỳ Lâm. Tề Giai cười híp mắt, chẳng khác nào một đứa trẻ. Kỳ Lâm nhìn thấy đôi mắt của Tề dai hướng vào bộ quần áo của mình. Anh gãi đầu. Là bà bảo anh mặc như thế. Cũng đẹp ha. Cả ba người đều cười rộn rã. Tề Giai cuối cùng thì cũng có một gia đình hạnh phúc. Đã một tuần trôi qua, điện thoại Tề dai cũng mất. Thông tin về cô cũng tan biến. Tề Giai sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ sở hữu nhiều cái tổng rộng lớn Nhưng chưa bao giờ giao lưu với truyền thông Hôm nay Tề dai mặc một chiếc đầm suông trắng tinh Do bà tặng Chiếc mũ rộng vành, tóc tết hai bím Tay cầm giỏ đan Cô tung tăng đi hái những quả táo chín đỏ Cô sẽ làm bánh Tề dai đang nghỉ mệt Tại tòa nhà nhỏ giữa cánh đồng Thì hai bóng người đi đến Đó là Tề Kỳ Lâm và một người con gái rất xinh đẹp Mái tóc ngắn trẻ trung trứng chạc Tiểu dai, đây là bạn gái của anh tề kỷ lâm nắm chặt tay cô gái ấy mỉm cười hít mắt chào tề giai em là mộc bối bối bạn gái của tề kỷ lâm cứ gọi em là tiểu bối mộc bối bối cười rạng rỡ hai người thật hạnh phúc mời anh và chị dâu ngồi tề giai đón tiếp hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ đột nhiên mộc bối bối nắm lấy tay tề giai mặt hết sức nghiêm túc chị giai em có chuyện muốn nhờ chị Chuyện gì quan trọng đấy? Mộc bối bối ngại ngùng, cô nhìn kỹ kỷ lâm. Thật ra, cách đây một tuần, em bị ba mẹ ép đính hôn với vương tề của vương gia. Em lại được biết, chị và hắn cũng yêu nhau. Em muốn... Em muốn trong đám cưới... Tể dài khi nghe được cái tên ấy, cô lạnh lùng đi một chút, chất giọng cũng thay đổi hẳn. Cô bé này định nhờ cô chúc phúc sao? Muốn gì? Muốn chị cướp rể? What? Tể dài bất ngờ, Cô bé bối bối này sao có thể bày ra kế ấy được Chị không thích vương tế Tể dài khẳng định như vậy Một bối bối vẫn nắm chặt tay cô Kỷ lâm cũng năn nỉ Dài dài à xin em hãy giúp anh đi Nếu mất tiểu bối anh sẽ không sống nổi Kỷ lâm phụng má Anh nhìn cô bằng đôi mắt long lanh nhất có thể Bối bối dựa đầu vào vai Kỷ Lâm Lay đôi tay của Tể Giai Chúng em là cặp trời sinh Chị Giai Không lẽ Chị đánh để tụi em tách rời không có ngày trùng phùng sao? Vương Tề yêu chị mà. Nhưng chị không yêu Vương Tề. Tề Kỷ Lâm vẫn tiếp tục năn nỉ. Nếu em không chịu giúp thì anh sẽ cướp dâu. Nhưng vẫn cần em giúp một tay. Yên tâm, anh sẽ không để em lộ mặt. Tề dai băn khoăn. Được. Bối bối và Kỷ Lâm nhảy lên, hai người ôm lấy nhau vui mừng. Tề dai hận không chôn sống hai người vì cho cô ăn cẩu lương. Vậy kế hoạch là tại vương gia. Ông nội, con chào ông. Bối bối vừa đến đã ôm chầm lấy vương lão gia tử. Ông mỉm cười. Bối bối của ta, con đến thăm ta hay thăm... Vương lão liếc mắt sang vương tề. Bối bối cười tươi gãi đầu. Hi hi, chuyện lễ thành hôn ý ông. Dầm, vương tề đập bàn giận dữ. Mộc tiểu thư, cô đừng được voi đòi tiền. Vương tề bỏ lên lầu trong sự ngạc nhiên của hai người. Vương lão xoa đầu bối bối an ủi. Bối bối nó không cố ý đâu Con đừng buồn nhé Vâng ạ, à. ông à Con muốn tổ chức nhỏ được không Vì con thích sự ấm áp Có gia đình ở bên hơn Vì nếu tổ chức lớn Khi Tề Kỳ Lâm chưa thực hiện kế hoạch Thì đã bị các gia chủ khác bắn chết rồi Sau đó vương gia và mộc gia Sẽ bị mất mặt Vương lão đắn đo một hồi Rất khó khăn lắm Vương Tề mới đồng ý vô điều kiện Con bé này lại chịu được tính nó Được Bối Bối, cháu dâu yêu quý của ta. Yeah, yêu ông nội, con lên tìm Vương Tề đây. Bye bye. Một Bối Bối phi thẳng lên lầu, cô chạy ngay vào phòng của Tề giai cũ. Vương Tề đang đứng trước chiếc gương bể, hai tay anh đang rỉ máu. Căn phòng này đã không còn hơi ấm hạnh phúc của họ nữa, mà chỉ còn những kỷ niệm đau buồn do Vương Tề ôm lấy. Ai cho phép cô vào đây? Vương Tề lại tức giận khi thấy Bối Bối nhìn dáng vẻ kinh tởm, hào hức của cô khi được cưới, làm Vương Tề càng giận dữ. Trước dáng vẻ của Vương Tề, bối bối dựa đầu vào cửa, vẻ mặt thách thức. Làm mà sửa soạn để gặp cô dâu dai dai của anh đi, tiểu quỷ, cô nương đây cóc thèm. Vương Tề quay lại, anh nghi ngờ, với khả năng của cô. Cô có biết lừa Vương Tề tôi sẽ ra sao không? Bối bối ném cho Vương Tề một tấm ảnh, cô quay người đi, vẫy tay chào tạm biệt. Chúc anh may mắn, tôi đi tìm hôn phu của tôi đây. Trong tấm ảnh, tề dai đang hái một quả táo, gương mặt mỉm cười hồn nhiên bên bà mình. Vương tề ôm vào lòng. Tiểu dai, em nhớ chị, chị sẽ mở lòng yêu em chứ. Ngày cưới, hôn lễ được tổ chức đơn giản trên cánh đồng hoa tú cầu màu xanh, màu chủ đạo là xanh và trắng, người đến dự là họ hàng hai bên, không khí vừa mát vừa sang trọng. Sau khi hôn lễ kết thúc, họ sẽ về khách sạn chủ trì tiệc chúc mừng hạnh phúc do cô dâu và chú rể tổ chức. Vương Tề hôm nay mặc vest đen, khuôn mặt có chút mỉm cười, hình như anh đang rất vui, đầu tóc gọn gàng, tay cầm sẵn cưới. Tiếng nhạc vang lên, hòa cùng giọng hát ngọt ngào tinh túy, mọi người cùng hướng về nơi cất giọng hát ấy, một cô gái mặc chiếc váy màu xanh ngọc, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi tay mềm mại đánh đàn piano, không ra niên tĩnh, giọng hát ngọt ngào, ánh chiều tà dần buông xuống một chàng trai trẻ mặc vest đen đeo mặt nạ bước lên dàn giao hưởng vào vị trí anh thay trà sứ hôm nay chủ trì hôn lễ khổ khụp tôi xin phép được bắt đầu hôn lễ dàn giao hưởng bắt đầu các tiếng nhạc êm dịu cô dâu mộc bối bối hôm nay mặc một chiếc đầm công chúa màu trắng tinh đôi mắt rạng rỡ nhìn về phía trước tay đang ôm một đóa hoa tú cầu từng bước từng bước tiến lên vương tề ở phía cuối con đường nắm tay bối bối dẫn lên lễ đường trong niềm hân hoan của hai gia tộc. Sau khi làm lễ, chàng trai ấy bước lên, giọng rõng rạc. Vậy bây giờ, anh Vương tới đây có chấp nhận làm chồng của bối bối, cho dù có gian nan khổ cực, bệnh tật chia ly? Tôi à? Đúng rồi. Tôi thì không, chứ anh thì có đấy. Sau khi nghe được câu nói đó, Mộc Gia và Vương Gia đều nhốn nháo, Vương Lão Gia thì tức điên lên, Ông hận không lao lên lễ đường, đánh thẳng cháu trai một trận. Phương Tề bỗng cười tươi, cầm tay của bối bối đặt lên tay chàng trai trẻ ấy. Phương Tề để anh ta xuống chỗ mình và anh bước lên làm chủ trì. Tề kỷ lâm, anh có chấp nhận làm chồng của mộc bối bối đây, cho dù có gian nan khổ cực, bệnh tật chia ly. Tề kỷ lâm tháo mặt nạ xuống, tay nắm chặt mộc bối bối. Anh rút từ trong túi vét ra một hộp nhẫn kim cương, từ từ quỳ xuống. Bối bối, thật đường đột khi chưa cầu hôn em anh biết thời gian qua em đã chịu khổ yêu xa hai năm chúng ta cũng có thể có được ngày hôm nay vậy mộc bối bối bên anh chọn đời nhé bối bối hạnh phúc biết bao cô ôm trầm lấy kỷ lâm vừa sung sướng vừa la hét em đồng ý vậy tôi tuyên bố mộc bối bối và tề kỷ lâm nên duyên vợ chồng vương tề còn hạnh phúc hơn cả cô dâu chú rể họ hàng hai bên đang chóng mặt về sự thay đổi đường đột này vương lão già tử chạy đến xin lỗi mộc gia nhưng ba mẹ bối bối chỉ cười bố bối nhà tôi hạnh phúc là được hôn lễ kết thúc vương tề tự nhiên lao thẳng về phía chiếc đàn piano bế xốc cô gái ban nãy anh vừa ôm vừa chạy về phía lễ đường mọi người đừng ép cháu lấy vợ nữa đây là vợ cháu vương tề cười tươi các cô chú vương gia cũng bật cười rất giống rất giống ba của vương tề năm đó anh làm gì vậy tôi có quen anh đâu cô gái vùng vẫy vương tề tháo mặt nạ của ta xuống đó chính là tề giai tề giai chỉ biết đánh đàn đúng một bài và thường xuyên sai nốt sửa mãi không được nhờ vào việc ấy vương tề đã nhận ra cô yên tâm tiểu dai, suốt đời này em sẽ đeo bám chị mọi người kể cả mộc gia đều cười bật lên tiếng đưa mắt ra vẻ chúc phúc vậy không ai phản đối chứ ông phản đối là vương lão gia tử ông đang tức giận lão già tôi đi du lịch mà ông ở đây ức hiếp cháu dâu của tôi sao là vương lão bà bà Vương lão bà trở về rồi. Vương lão gia tử quay lại, người phụ nữ quyền lực nhất họ Vương đã trở về. Vài năm gần đây, bà nội của Vương Tề chán cuộc sống tranh chấp, bà đã đi du lịch hơn nửa vòng trái đất. Một lần bà sốt cao, lại ở đất khách quê người, Vương Tề và Vương lão gia tử đều bận. Tề dài đã đích thân dùng phi cơ riêng đi trong đêm đến tận nơi bà đang ở và chăm sóc. Bà đã tự hứa với lòng rằng con bé này chắc chắn là cháu dâu tương lai của mình. Đêm trước ngày kết hôn, Vương Tề đã gọi đến và kể hết cho bà nghe sự thật. Vương lão bà nghe vậy, liền tức tốc trở về. Vương gia đã yên ắng quá lâu. Vương tạ trình, ông đừng quên còn có tôi nhé. Ông mà phản đối hôn nhân này, làm ảnh hưởng đến cháu dâu tương lai của tôi, thì đừng nhìn mặt tôi. Được được, phu nhân của tôi hạ hỏa, tùy bà thôi, hôn sự này bà muốn sao cũng được. Vương lão già tử lại gần xoa dịu bà, đã một thời gian dài không gặp, đúng là ông vẫn sợ bà như xưa. Thật á, ông đồng ý cho con cưới tề dai à? Vương tề phấn khích. Tùy ý bà con. Bà là tuyệt nhất. Vương tề ôm lấy tề dai xoay vòng vòng. Anh ôm chặt lấy cô. Tề dai vẫn vùng vẫy. Buông chị ra, chị không muốn lấy cưng. Mọi người bỗng nhiên im lặng. Đây là lần đầu tiên có người từ chối thành ý của vương gia. Đúng là cô gái không biết lợi. Tể dai vùng vẫy nhảy xuống, cô giận dỗi liếc mắt về phía tề kỷ lâm rõ ràng là chuyện không có trong kế hoạch. Thấy thế, thế Bối Bối chạy đến giải vây. "Mọi người đừng căng thẳng mà, tối nay còn đại tiệc của Mộc gia và Tề gia nữa. Chị à không, em dâu dai dai, để chị dắt em đi đến chuẩn bị." Bối Bối vội nắm tay Tề gia chạy đi, nhưng bị người của Vương lão bà chặn lại. "Tiểu Bối, Còn mang cháu dâu của ta đi đâu?" Bối 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 rối, chết thật rồi, không ai cứu Tề gia nữa. Vừa đúng lúc Kỳ Lâm chạy đến, ám Bối Bối đi. Em dâu, tự cứu lấy mình bằng cách cưới Vương Tề đi. Tạm biệt. Tề ra bây giờ chỉ còn một mình, Vương lão bà nắm lấy tay cô, cười hiền hậu. Mà khai ông cháu đi, ta và con đi chuẩn bị tham gia tiệc cưới của tiểu bối. Nhưng mà bà... Tề gia không biết phản ứng ra sao. Cô nhìn Vương Tề, Vương Tề nhìn đi chỗ khác. Chết tiệt, không nhưng nhị thế hết. Mau mau, rồi còn sinh cháu nội cho ta nữa chứ. Vừa nói, Vương lão bà vừa kéo cô đi về phía xe, Vương Tề chỉ biết gãi đầu, cười gian. Toang rồi, bà mà ra tay, chắc chị Tề Giai sớm gả cho mình mất thôi. Cũng giống như cách bà cư ông nội vậy. Vương Lão già tử vuốt dâu trầm trồ. Trong xe của Vương Lão bà, Tề Giai đang rất ngại ngùng, cô không biết chuyện gì xảy ra sắp tới với mình nữa. Cơ thể Tề Giai run lên, Vương Lão bà sợ hãi, nắm chặt tay cô, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Giai, cháu làm sao đấy? cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của vương lão bà tề giai bất giác rút tay ra khách sáo à không không có gì hết bà cho cháu xuống xe vương lão bà vẫn nắm chặt tay cô vẻ mặt nghiêm nghị tề giai con không yêu vương tề sao tại sao con năm lần bề lừa từ chối nó trả lời thật lòng cho bà nghe con con không thích vương tề đâu bà con chắc chắn tề giai đắn đo cô im lặng không trả lời tề giai nhắm mắt lại đột nhiên vương lão bà đề nghị cô tay vừa vuốt đôi mắt đang tránh né đó giọng bà bỗng nhiên nghiêm khắc hơn tề dai hãy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với con về chồng cũ chị gái và gia tộc ruồng bỏ con lời nói của vương lão bà như đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của cô từng hình ảnh xuất hiện những kỷ niệm đau buồn tan nát bóng tối cái lạnh lẽo sự thở ơ tâm địa độc ác cô thật sự rất sợ Tề Giai bắt đầu khóc trong vô thức, đầu cô tựa vào vai Vương lão bà. "Con rất sợ bà, con không xứng, thật sự không xứng." Đôi mắt Tề Giai vẫn khép, nỗi lòng của cô tuôn xuống bằng những giọt nước mắt. Vương lão bà khẽ xoa đầu, "Đứa trẻ ngoan, bây giờ hãy xóa sạch những kiếp đau buồn đó đi, hãy nhớ về tiểu Tề, người đang bên cạnh con bây giờ." Những kỷ niệm suốt thời gian qua ùa về, tiểu Giai chưa từng thừa nhận khoảng thời gian có vương tề cô đã hạnh phúc biết bao cách anh đỡ đần chăm sóc bảo vệ nói lời yêu thương cô tề dài bỗng giật mình mở mắt vậy còn có yêu vương tề không vương lão bà vẫn lặp lại câu hỏi thái độ lần này của tề dài rất dứt khoát có con yêu em ấy rất nhiều vậy thì bây giờ còn chần chừ gì nữa theo ta con sẽ tìm được hạnh phúc nụ cười của vương lão bà hiền hậu ấm áp như bà của Tề Giai. 8 giờ tối, tại tiệc cưới của Kỳ Lâm và Bối Bối, ai đó đã đến rất sớm, nóng lòng chờ đợi Tề Giai, tay vẫn luôn sờ vào trong túi vét, hộp đựng nhẫn vẫn luôn ở trong đó. Hay, tiểu quỷ, chờ em dâu tôi sao? Bối Bối và Kỳ Lâm đi tới, Bối Bối đã trang điểm lại sắc xảo hơn, chiếc đầm xòe xanh nhạt và vòng hoa được cài trên tóc, ở giữa đính một chữ T bằng bảo ngọc. Kỳ Lâm mặc vét trắng, ở bên ngực trái, đính một chữ M bằng kim cương. Tay vuốt cao, tay cầm một bó hoa tú cầu nơ xanh. Hai người khoác tay nhau, cười hạnh phúc. Bối bối, cô làm vợ người ta rồi, chỉnh tính lại đi. Vương Tề quay lại trêu ghẹo Anh đưa tay định búng chán bối bối, nhưng bị kỷ lâm ngăn lại. Loạn quảng, tôi không gả tiểu gia cho anh đâu. Tiểu quỷ, anh dám. Gọi là anh rể đi. Trong khi hai người họ đang đấu đấu đá đá nhau, thì bối bối đã thấy tể dai, Dai dai tới rồi kìa. Vương Tề nhìn về phía hướng Tề dai, tóc xoăn xõa ngang vai, chiếc váy ôm sát body màu bạc ánh kim, anh đứng hình mất 5 giây. Vương lão bà cầm tay Tề dai dẫn đến anh lúc nào không hay, bà nắm tay Tề dai đặt lên tay Vương Tề, còn mỉm cười dặn dò. Trông cô dâu của con cho kỹ, kẻo mất, đừng hòng nhờ bà tìm về. Vương Tề đứng hình, mặt anh đỏ lên, Tề dai bật cười, cô khẽ đưa tay. Tiểu Tề, không tính đưa chị đi à? Vương tề giật mình, gãi đầu, chối. Đâu, không có. Tiểu dai, em nắm tay chị được à? Đương nhiên. Vậy đi. Vương tề nắm lấy tay tề dai, quay mặt đi mỉm cười sung sướng. Chưa bao giờ anh được nắm tay cô chính thức như thế này. Tìm muốn rớt ra luôn. Bối bối nhìn không ấy, cô mỉm cười. Nhớn chân lên hôn vào má kỳ lâm rồi chạy mất. Kỳ lâm giật mình về hành động dễ thương của cô. Anh đuổi theo, ôm bối bối lại và bế kiểu công chúa. Bối bối à, gọi một tiếng lão công đi. Bối bối ngượng ngùng, anh ôm cô trước mặt nhiều người như vậy. Kỷ lâm thấy cô nhìn qua chỗ khác, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Này, lưu manh! Bối bối ngày càng đỏ mặt, kỷ lâm càng ghẹo. gọi lão công đi. Lão công à! Bối bối chưa kịp gọi thì vương tề đã chạy đến, ôm cổ kỷ lâm, chu mỏ gọi. Bối bối tức giận leo xuống, Em mách dai dai Bối bối chạy lại Ôm chặt lấy tề dai, phụng má Tề dai cũng bật cười vì hai đứa trẻ này Bối bối Trăm năm hạnh phúc nhé chị dâu Không, vợ bối yêu chồng dai Quyết không gả cho cha nam tề kỳ lâm Bối bối nhìn về phía vương tề và kỳ lâm trầm trọng Không được Vương tề và kỳ lâm cùng một lúc nói Kỳ lâm ấm bối bối Vương tề kéo tề dai đi Tiệc cưới đã bắt đầu, cô dâu mộc bối bối và chú tể tề kỷ lâm sánh vai hạnh phúc cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc hôm nay cùng những lời chúc phúc tốt đẹp mộc bối bối tôi xin chân thành cảm ơn hôm nay ai sẽ là người may mắn là chủ nhân tiếp theo của bó hoa đây nhạc bắt đầu nổi lên mộc bối bối ném bó hoa cưới xuống khán đài mọi người đều nôn nóng muốn chụp lấy bó hoa ấy và á à, vương thiếu gia đã chụp lấy bó hoa bối bối la lên mắt rực rỡ Kỳ Lâm hiểu ý, cầm mic lên. Xin mời Vương Thiếu Gia lên sân khấu. Vương Tề vẫn ngơ ngốc, ôm lấy báo hoa. Anh chỉ vô tình chụp lấy thôi. Vương Tề từ, từ từ bước lên sân khấu. Wow, xoái ca kìa, trời ơi chết mất. Bớt đi, có chủ rồi đấy. Mọi người rầm rộ lên. Bây giờ chúng tôi có một thử thách dành cho Vương Thiếu Gia đây. Bối bối và Kỳ Lâm cười gian. Kỳ Lâm bắt đầu đưa ra thử thách. Hãy chọn một trong những cô gái tới đây Trao cho cô ấy bó hoa này, và hôn nào. Kỷ lâm nói từ từ. Anh và bối bối chắc chắn Vương Tề sẽ chọn Tề Giai. Đây là cơ hội dành cho Vương Tề. Thật, thật sao? Vương Tề ngại ngùng. Vâng, thưa thiếu gia. Vương Tề dịu dàng nhìn về hướng Tề Giai, anh chỉ về hướng đó. Tề Giai hồi hộp bước lên. Mọi người đều thắc mắc, người trong mộng của chàng trai trẻ này là ai? Anh Tề! Bỗng có một bàn tay đẩy tề dai té xuống Cái bóng đó chạy lên phía sân khấu Ôm choàng lấy anh Giọng kinh tởm Ngay cả bối bối và kỷ lâm cũng bất ngờ Lành hậu tịch duệ Thật hợp quá Thì ra người tình trong mộng của Vương Thiếu Gia là tịch duệ Khách mời ai cũng ra vẻ chúc mừng Vương Tề định đẩy tịch duệ ra Nhưng ý nghĩ nào đó muốn thử xem tời dai ghen không Anh bỗng ôm lấy tịch duệ Bối 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 rối À hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi Khách mời đồng thanh, tịch duệ bỗng nhiên siết chặt vương tề, kể sát mặt chuẩn bị hôn. Tể dai vừa té đau, vừa thấy vương tề đứng yên, khóe mắt cô đậm nước, đứng dậy chạy đi. Cha nam! Vương tề thấy tể dai khóc chạy đi, anh đẩy tịch duệ ra, anh định đuổi theo thì tịch duệ ôm lại. Đừng bỏ em nữa mà, em yêu anh, em yêu anh, dù chúng ta đã chia tay. Vương tề thấy hối hận, định hôm nay sẽ cầu hôn tể dai. Nhưng cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Sau scandal, Tịch Duệ được Tịch Gia bảo bọc nuôi dưỡng, Trạch Quý vẫn tiếp tục điều hành Trạch Gia sau khi biết tin mẹ mình bị Vương Gia giết chết. Hắn còn đem Trạch Tường vứt tại cô nhi viện. Suốt 3 năm nuôi dưỡng con của người khác khiến hắn chán ghét Trạch Tường thêm, Tịch Duệ cũng chả quan tâm đến con mình nữa. Tịch Duệ ý nghĩ sẽ quyền rũ Vương Tề, cô ta từng cướp Trạch Quý khỏi tay Tịch Giai, bây giờ cô ta cũng sẽ làm như vậy. Anh Tề, em yêu anh, đừng vứt bỏ em, anh bỏ em đi chưa đủ sao? Vương Tề đang ở thế khó xử, khách mời ai nấy đều thương cảm tịch duệ, với tài diễn xuất của cô ta thì ai chả động lòng. Vương lão bà bà nãy giờ chứng kiến hết sự việc, bà đang kìm nén cơn giận dữ của mình, vẫn tào nhã bước lên sân khấu. Cô Tịch Tịch Duệ nhìn thấy vương lão bà bà, mắt cô sáng rỡ. Ai cũng nói vương lão bà bà hiền lành và yêu thương cháu dâu. Bà nội, xin làm chủ cho con. Chát, mọi người đều bất ngờ về hành động của vương lão bà 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 tát tịch duệ một cái rõ đau câm miệng bẩn thỉu của cô lại tôi không cho phép cô gọi tôi là bà nội thứ nhất cô là phụ nữ đã có con thứ hai người mà vương tề chỉ là con dâu ta chính cô đã đẩy con bé té xuống và giành vị trí này bằng chứng camera ở đây đã ghi lại toàn bộ sự việc mời cô tịch đây xem bà chỉ tay về hướng màn hình lớn đang chiếu lại cảnh lúc nãy không ngờ tịch duệ lại như vậy hôm cũng có scandal mà đã bị dìm xuống rồi lại vậy Hai Ai ai cũng bản tán Cô tịch Nề mặt tịch ra mời cô về Vương lão bà bà ra lệnh trong sự tức giận Tịch duệ lắp bắp Tôi Bối bối và kỳ lâm cũng tức giận Bối bối chạy đến Tát vào mặt tịch duệ Hôm nay là hôn lễ của tôi Nhờ cô mà tan tành Mục ra từ nay cắt đứt quan hệ với tịch ra các người Bảo vệ Bảo vệ đến lôi cô ta đi Tịch Duệ không còn chút mặt mũi nào nữa, cô phủi váy chạy đi. Chờ đấy, tịch duệ tôi nhớ đó. Sau khi tịch duệ đi, mọi người giải tán, cùng thưởng thức buffet của hôn lễ, còn vương tề thì bị vương lão bà bà nhéo tai kéo đi. Tiểu tề, tiểu tử ngu ngốc, sao ta lại có thằng cháu trai ngu như con? Sáng hôm sau, sau khi bị vương lão bà bà trách mắng cả đêm, vương tề quyết định xin kỷ lâm địa chỉ và cùng bà nội đi đến biệt thự của tề gia để xin lỗi. Biệt thự tề gia nằm ngoài nội ô nên đi mất nửa tiếng Đến nơi, Phương Tề cầm một bó hoa oải hương tươi thắm, chỉnh sửa quần áo. Hôm nay, anh ăn mặc rất giản dị. Áo sweater màu tím mà Tề Giai yêu thích và quần Becky rách. Vương Tề hồi hộp ấn chuông. Mở cửa ra không phải là Tề Giai, mà là bà của Tề Giai. Vương Tề lễ phép. Cháu chào bà. Vừa thấy bà, Vương lão bà bà chạy đến ôm chầm lấy. Bạn giả ơi, thì ra là bà, tôi nhớ bà lắm. Bà ngoại của Tề Giai cũng bất ngờ, cười móm mém, thì ra hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng từ khi Vương lão bà bà xuất giá thì mất liên lạc. Trời ơi, hôm nay bà đi đâu đến đây mà tìm tôi vậy? Hỏi vợ tề giai đâu rồi bà? Vương lão bà bà nói thẳng. Tề lão bà bà hiểu, cười ôn hòa, thì ra là cháu bà, con bé cứ nhắc suốt. Tề giai ở vườn táo, cứ đi lối đó sẽ đến. Hôm qua con bé về nhà trong trạng thái giận dữ lắm. Đi đi tiểu tử, Vương lão bà bà liếc mắt ám hiểu vương tề nhanh chóng chạy đi nào vô nhà rồi hai chúng ta hàn huyên chuyện vương tề đi đến vườn táo anh thấy chiếc xe đạp cũ được dựng trước cổng vương tề đi từ từ vào trước mắt anh tề giai mặc một chiếc váy tím tóc thắt thành hai bím đang chăm chú vẽ gió nhẹ phấp phới tà váy của cô vương tề đứng ngây ra đó khung cảnh quá đẹp quá đỗi bình yên anh bước đến chậm chậm ôm lấy cô từ sau lưng tiểu giai em xin lỗi Tề dài giật mình, cố gắng kéo tay của Vương Tề ra. Cô giận dữ. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cưng. Vương Tề vẫn nhây, ôm chặt lấy cô hơn. Quý xuống để cảm lên vai cô, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc. Tiểu dài à, em chỉ muốn thử làm chị ghen thôi. Ai ngờ chị khóc. Em xin lỗi mà, tha lỗi cho em đi. Nha, nha. Không. Tề dài vẫn rất giận. Vương Tề nũng nịu. Em yêu chị, em đã tôi sẽ bảo vệ chị dù cho trời chú đất diệt em vẫn yêu chị tề giai yêu chị yêu chị tiểu giai à tha thứ cho em chị cũng yêu em tề giai nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai vương tề anh mừng rỡ xoay tề giai lại thật à chị nói lại đi em không nghe rõ vương tề dí sát mặt mình vào tề giai đôi mắt biết nói khiến tề giai ngại ngùng cô nhìn đi chỗ khác chị yêu em ya yeah, ông ơi bà ơi con có người yêu rồi Vương Tề hạnh phúc đến nỗi bế Tề Giai lên, xoay phòng. Cô ôm lấy cổ Vương Tề, mỉm cười thật tươi. Có thể nói ra tiếng lòng của mình thật tốt. Vậy là cô và anh đã chính thức yêu nhau. Vương Tề bỗng ngừng lại. Anh quý xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt của Tề Giai. Tim của cô đập thình thịch, từng tiếng có thể nghe rõ. Em luôn muốn làm điều này với chị. Vương Tề nghiêm túc. Điều gì? Vương Tề đã lên đôi môi của Tề Giai bụi hôn sâu, Tề Giai không kháng cự, anh càng hạnh phúc hơn. Chị Giai, anh yêu em. Vương Tề luôn muốn hôn Tề Giai khi được chấp nhận, chứ không phải chuyện mọi người đang nghĩ đâu. Vài tuần nay, Tề Giai được Vương Tề hẹn hò rất nhiều nơi, tặng cô rất nhiều thứ. Khoảng thời gian có anh, cô thật sự rất hạnh phúc. Sắp tới sinh nhật Vương Tề, cô hứa sẽ tặng cho anh một món quà vô cùng đặc biệt. Hôm nay là Chủ nhật, Vương Tề đi công tác khoảng một tuần. Trước khi đi, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền khắc hai chữ TG để đánh dấu chủ quyền. Bảo bối, đang ăn tối, rất nhớ chị, ăn sáng chưa? Vương Tề nhắn tin cho cô, Tề Giai cũng rất nhớ anh, cô cười ngây ngốc, ăn rồi. Chị có thể nhắn tin bằng cách tình cảm được không? Tiểu Tề giận đấy. Tề Giai bật cười vì sự trẻ con của Vương Tề, cô dép lại thì nghe thấy dưới nhà đang ngồn nào. Chờ chị một tí, ok. Tề Giai đi xuống lầu, Cô hốt hoảng vì có rất nhiều tên mặc vest đen đứng xung quanh. Bà ngoại cô thì bị chói, sợ hãi nhìn cô. Tịch giai con gái yêu của ta. Giọng nói này vang lên từ một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tay đang cầm điếu thuốc. Đó là ba cô, người đã vứt bỏ cô mấy năm nay. Tề dai điểm đạm từng bước đi xuống, tay cô lướt vào vùng đùi, khẩu súng do vương tể tặng vẫn bên người. Tề dai cảm thấy ông ta đến, chắc chắn có điều không lành. Kỷ Lâm thì đi tuần trăng mật cùng bối bối. Tịch Văn, ông tới đây làm gì? Đương nhiên là đem con về tịch ra rồi. Ta nhớ coi lắm. Tể dài vẫn bình tĩnh. Gia tộc đó bỏ rơi tôi nhiều năm trời. Muốn đưa tôi về ư? Lý do? Tịch Văn cũng hiểu ý. Ông ta ngồi bắt chéo chân, từ từ phả hơi khói. Trạch Tổng muốn kết hôn với con. Kết hôn với chồng cũ làm ân huệ. Khi con đã mất trình tiết mà Trạch Tổng vẫn chấp nhận thiết nghĩ con nên nhường vương tổng lại chị gái tiểu duệ của con đi tề dài tức giận cô có cảm giác sợ hãi tại sao luôn là tôi cái gì tốt đều nhường trước tịch duệ tại sao chứ ông là ba tôi ông không muốn tôi hạnh phúc sao câm miệng đó là số phận của dưỡng nữ ba năm qua dòng chơi đủ rồi ta muốn mối quan hệ giữa tịch trạch và vương tịch gia tộc ta sẽ lớn mạnh thêm tôi không phải dưỡng nữ mẹ tôi mới chính là phu nhân tề dài hét lên cô tức đến đảo mặt. Tể dai cầm súng chĩa về phía ông ta. Tịch văn, mấy năm qua, dưới sự huấn luyện của vương gia, ông nghĩ tôi vẫn còn yếu đuối như lúc trước. Tể dai mỉm cười thâm độc. Tịch văn bỗng móc súng ra, chĩa về đầu của bà ngoại cô. Mày muốn bà già này chết à? Bà ngoại của tể dai nhìn cô, mỉm cười đau khổ. Tiểu dai, chạy đi, con là tất cả của bà, tính mạng của bà sẽ không sao đâu. Bà, bà là gia đình của con. Tịch văn, Thả bà ấy ra Tề dai không thể mất bà được Tịch văn ông ta càng đắc ý Con gái ngoan Nếu muốn ta tha cho bà ta này Thì bỏ súng xuống Tề dai nghe lời đặt súng xuống Bay đâu Dông lên bắt nhị tiểu thư lại Tịch văn ra lệnh Tề dai cũng đoán trước sự việc Cô rất giỏi đánh vào những chỗ gây chết Nhưng số lượng quá đông Bọn hắn không hề phân đỉnh Cô là con gái Tề dai cảm thấy gái rất đau Sau đó từ từ ngất đi trước khi rơi vào hôn mê cô vẫn cố gắng nhìn về phía con người độc ác thả bà tôi ra thả ư ừ, chờ mày kết hôn đi sau khi tề giai ngất đi cô và bà bị đưa về tịch ra căn biệt thự bị đốt cháy ngay trong đêm bà ngoại cô được đưa đến biệt thự nhỏ ở phía nam giam lòng tề giai thì được đưa hẳn đến tòa nhà chính nhốt vào căn phòng thùa bé cô ở và được rất nhiều người canh gác tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tề dai đau đớn nhìn những vết bầm tím do đánh nhau với những tên côn đồ Cô chủ, một người phụ nữ trung niên vào phòng, chân tay là dụng cụ y tế. Tề Gia chưa nhận ra ngay, đó là vú nuôi hồi bé của cô. Trong tịch ra, chỉ có bà là thương cô. Lâu lắm không gặp, dì lộ. Dì lộ không nói gì, ngồi xuống do vết thương cho cô. Cô chủ, đây là thuốc giúp tan máu bầm. Cô dáng tĩnh dưỡng. Tối nay dì lộ phản ứng ngay như là vừa lỡ lời tề giai nghi ngờ dì lộ tôi luôn tốt với dì chúng ta nương tựa nhau nói đi tôi nghe lén ông chủ đã hẹn trạch úy đến và tối nay sẽ vào phòng cô ông ta nhờ tôi thoa thuốc cho mở sẹo trên thân thể tắm cho cô sạch sẽ dùng nước hoa hồng váy mỏng cô chủ xin cô đừng hận tôi làm ơn tịch duệ cô ta đã lấy điện thoại của cô chủ nghe nói được rồi tề giai đau đầu người cha này đúng là có thể dùng mọi thủ đoạn để cô tới với trạch thế thì ân tình nuôi dưỡng của ông đối với cô đến đây là kết thúc tề giai nắm lấy tay dì lộ mặt kiên định hãy xin ông ta dì sẽ là người chuẩn bị cho tôi tối nay mang cho tôi một con dao tôi khẩn cầu gì lần cuối cùng được tối hôm đó sau khi được chuẩn bị cơm tất tề giai ngồi trước khương mỉm cười tay cô cầm lấy sợi dây chuyền đôi mắt nhắm lại cô nhớ gương mặt của vương tề nụ cười lời nói xin lỗi em cạch trạch úy bước vào hắn khóa cửa lại tưởng bước đến bên cô tay đặt hẳn lên vai cô tề dai ngoan ngoãn đi anh sẽ không làm em đau căn phòng tối ánh sáng le lói từ những vỉ sao chiếu vào không gian yên tĩnh choảng đồ đạc bị gạt qua một bên vương tề điên cuồng đập phá đồ ánh mắt ửng tía máu Tại sao lại làm như vậy? Tề dai, tại sao? Tại sao lại lừa dối em? Tịch Duệ ngồi một góc khóc nước nở. Cô ta biết Vương Tề đã về và định tạo bất ngờ cho Tịch Giai. Cô ta đến khách sạn của anh ở, đưa cho Vương Tề một tấm hình. Trong hình, trạch úy đang đưa tay kéo dây áo của Tề Giai xuống. Tề Giai cô ta điên rồi, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để trở lại với trạch úy thôi. Cô im đi, tôi không muốn nghe gì hết. Vương Tề đau khổ tình yêu của anh Anh không biết anh đang nghĩ gì Trong lúc Phương Tề đang chìm trong mưa hỗn độn Thì tịch tuệ bước đến Ôm anh từ phía sau Vương Tề em sẽ khiến anh hạnh phúc Quay lại đêm hôm đó Trạch quý đang kéo dây áo của Tề dài xuống Thì bị cô đấm vào mặt Hắn chèn ép cô Đè cô xuống giường Bảo bối ngoan đi Chúng ta sẽ lại là vợ chồng Con dao đó không giết được anh đâu Trạch úy nhìn thấy cô cầm con dao Được giấu ở góc giường Hắn ta nhếch mép em vẫn là tịch giai lúc đó vẫn yêu anh vẫn yếu ớt thôi tề giai dùng hết sức để trạch úy ra cô chạy đến cửa sổ mỉm cười trạch úy tôi thả chết chứ không để anh vấy bẩn tề giai kể dao vào cổ cô còn dao sắc bén cứa vào da thịt cô dừng lại nếu em làm vậy tôi sẽ giết ngoại em tề giai vẫn cười một nụ cười đau khổ nếu anh thả bà ấy ra tôi sẽ kết hôn với anh từ bỏ vương tề còn nếu không tôi sẽ tự sát Trạch quý đắc ý, được, bà ngoại em sẽ được về tề ra Coi như đây là giao dịch của chúng ta. Nếu em mà làm trái thì, Chật, bà ngoại em cũng lớn tuổi rồi chứ nhỉ? Trạch quý đi tới nâng cảm cô lên, mỉm cười già nát. Hắn muốn chiếm hữu cô, hắn yêu cô, nhớ cô đến phát điên dại. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ba ngày nữa, cô dâu xinh đẹp của tôi. Trạch quý bỏ ra khỏi phòng, tề gia ngã khỉu, nước mắt cô lăn dài vương thể chị xin lỗi chị chỉ còn mình bà tha thứ cho chị tại vương gia vương lão bà bà và vương lão gia tử đang ngồi ở trong phòng khách người quản lý đi đến lão phu nhân thiếu gia mang một cô gái về vương lão bà bà vẫn điềm đạm tay lướt đọc cuốn sách vương lão gia thì ngược lại ông giận dữ đúng là thằng cháu này không ăn phận lại dẫn người khác về cái gì là ai vâng là ảnh hậu tịch duệ Choảng Vương lão già tử ném tách trà xuống đất Dẫn ta tới chỗ nó Lại dám dắt con tiện nhân ấy về Dừng lại bình tĩnh Vương lão bà bà nãy giờ nghe rõ Bà ngăn ông ấy lại Vương lão già tử không hiểu tại sao bà có thể im lặng như thế Đó là một sự yên bình trước bão rông trăng Tại sao Rồi ông sẽ biết Bối bối và kỳ lâm trở về rồi đúng không Vương lão bà bà nhìn người quản lý Vâng ạ Gọi chúng nó đến đây Bắt đầu kế hoạch đi Vương lão bà bà thấp thoáng nụ cười bí ẩn. Ba ngày trôi qua như mái chớp mắt. Tịch gia đã chăm sóc tề gia rất kỹ. Tịch văn thay đổi thái độ với cô. Ông ta sắp hoàn thành kế hoạch. Sau hôn ước này, vương gia chỉ làm con kiến sắp bị tịch gia nuốt chửng. Sáng hôm ấy, khắp tịch gia ồn ào trang trí. Từ hôn lễ đến váy cưới, một tay trạch úy đều chuẩn bị tất cả. Cha sứ vẫn sẽ tuyên bố họ là vợ chồng nếu cô không đồng ý lấy hắn những người phục vụ đang chuẩn bị cho tể dai. Đôi mắt cô bơ phờ, ngắm nhìn bản thân qua gương, tay nắm lấy sợi dây chuyền của vương tề. Khóe mắt cô đọng nước. Tịch ra cho cô xem tin đồn mấy ngày qua của vương tề và tịch duệ. Vương gia cô im lặng. Tể dai bất giác thở dài. Lý do em không tìm chị bấy lâu nay sao? Vương tề, hạnh phúc nhé. Sau hôm nay chị sẽ ra đi, về với mẹ, thiên đàng ấy. Giọt nước mắt nặng chịu rơi xuống, Tề ra lau đi nước mắt của mình Gượng cười Cô đã trở thành cô dâu một lần nữa Hôm nay họ trang điểm cho cô hệt như năm ấy Bó hoa oải hương cô thích Ai cũng nói cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất Nhưng ai biết được rằng Cô dâu này thật bất hạnh Nhìn kìa Tại sao lại khóc dai dai Giọng nói dịu dàng này Nụ cười ngây ngô ấy Đó chính là mộc bối bối Cô chính là nhà tạo mẫu tóc cho cô Chiếc mũ rộng vàng che nửa khuôn mặt tề gia nhìn thấy những người phục vụ đã biến mất chỉ còn mình cô và bối bối chị dâu duyệt bối bối ra dấu hiệu im lặng tề gia bất ngờ khi bối bối xuất hiện địch gia không hề biết nhà tạo mẫu tóc hàng đầu là bối bối dai dai chị đến cứu em đây bối bối nháy mắt tề gia chưa kịp nói gì đã bị bối bối nắm tay kéo đi họ chạy rất nhanh nhưng thật kỳ lạ những người canh cửa đã biến mất chẳng một động tĩnh dai dai Tèm váy lên mà chạy. Vương Tề và Kỳ Lâm đợi chị và cưng ở ngoài. Tí nữa chị và cưng sẽ... Mộc Tiểu Thư, cô mang cô dâu của tôi đi đâu đấy? Lời nói nhấn mạnh và lạnh lùng này là của trạch úy. Hắn đã sớm biết kế hoạch này khi thấy bối bối lẻn vào. Bối bối và Tề Giai đang bị bao vây. Xung quanh toàn là người của tịch gia. Còn có tịch văn. Ông ta giận dữ nhìn về phía bọn họ. Trạch úy đi đến, kéo Tề Giai về phía mình. Tề Giai phùng vẫy, buông tôi ra, trạch úy, buông tôi ra. trạch úy ẵm cô lên, dết chặt lại. hắn mỉm cười dịu dàng, hắn đánh vào gáy khiến tề gia ngất dịu. em chỉ có thể là của tôi. tịch văn nhìn thấy bối bối chỉ còn một mình, ông ta cười gian. trạch tổng, còn mộc tiểu thư đây. chơi cô ta đi, sau đó trả về tề gia. trạch úy lạnh lùng bước đi, để lại những ánh mắt thèm khát, bộ mặt muốn nước trưởng bối bối. tịch văn tiến về phía bối bối, ông ta đè cô xuống. Bối bối la hét khi thấy áo mình bị xé. Tịch văn khốn khiếp, mộc ra không tha cho ông, buông tôi ra, buông tôi ra. Tịch văn hít thở mùi hương của bối bối. Cứ chờ tôi chơi cô đã. Đùng, một viên đạn bắn xuyên cánh tay của tịch văn. Ông ta ngã ra đau đớn, cầm lấy cánh tay xỉ máu của mình. Những tay sai của ông ta sợ hãi. Đi theo ông ta bao lâu, chưa từng có ai dám bắn ông ta. Họ nhìn về phía cửa chính, một người đàn ông cầm súng, đôi mắt giận dữ, đang tiến về phía họ. Bối bối bắt đầu khóc khi thấy người đó. Kỳ Lâm, cứu em, cứu em. Tề Kỳ Lâm đi đến chỗ của tịch văn, anh đạp ông ta một cái, sau đó điên cuồng đấm vào người ông ta. Sao ông dám đụng vào bối bối? Tịch văn cười khẩy. Tề ra các người chỉ làm con dối thôi. Ha 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 ha. Sao hôm nay, Tề ra và Vương ra sẽ bị dẫm đạp? Công ty của tịch gia đã bị thu mua từ rất lâu rồi, tịch văn à? Vương gia đã ngắm ngầm đến ông, họ chỉ cần một lý do khiến họ hành động và chính ông đã trao cho họ hội đó và con gái thân yêu của ông đã bị hủy dung nhan rồi sau khi cố gắng quyến rũ vương tể không biết bây giờ lõa thân thể ở chỗ đại gia nào tịch văn bắt đầu tức giận may kỷ lâm thẳng chân đạp vào mặt tịch văn khiến ông ta gào thét vì đau đớn kỷ lân đạp mạnh một cái của ông ta như đứt rời đôi mắt vẫn còn mở to như không thể tin được những tay sai của ông ta chạy mất từ lúc nào Kỳ Lâm đi đến nơi bối bối nằm Anh dùng áo phét che đi cơ thể cô Anh bế sốc cô dậy Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô Từ giờ trở đi Anh sẽ luôn bảo vệ em Không để em khóc nữa Tiểu bối Cánh cửa lễ đường mở ra Trạch quý nắm tay tề dai đi vào Hắn đã rất khó khăn khi cách ly được Vương tề đuổi theo sau Đôi mắt tề dai ngày càng vô hồn Cô để mặc hắn dẫn đi đến nơi cha xứ đang đứng họ đã nói rất nhiều. Ta tuyên bố hai con... Tiểu dai, chị đây rồi. Vương tề nhẹ nhàng cất tiếng nói. Anh đã điên cuồng tìm kiếm cô. Cuối cùng thì, cô hôm nay rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt vô hồn ấy khiến anh càng ghét bản thân mình. Nếu không làm theo kế hoạch của bà, thì anh đã đến cứu và săn bằng tịch ra. Vương tề giang tay, mỉm cười. Tiểu dai, em tìm thấy chị rồi. Chú rể của chị đã tìm thấy chị rồi tề dài đẩy trạch quý ra cô chạy thật nhanh về phía vương tề già vào lòng anh khóc nức nở tề tề chị nhớ em lắm tề dài ỏa khóc lên như một đứa trẻ vương tề ôm chắc lấy cô vương tề luôn tin tề dài anh chỉ đang dụ tịch duệ đến tiểu dài quay lại đây trạch Uy đứng ở đó hắn bỗng nhớ về hồi ức năm ấy hắn rời đi để cô đứng một mình ở hôn lễ khi ấy tề dài đã khóc và cầu xin hắn Đến tận bây giờ, khi thấy người con gái mình yêu quay lưng đi, chạy về một nơi khác, hắn mới hiểu cảm giác của cô lúc ấy. Tim hắn hút giá tâm can. Đúng, hắn không xứng. Cô ấy đã không còn yêu hắn nữa rồi. Trạch quý vẫn cố gắng níu lấy hy vọng từ tể dai. Anh không xứng. Tể dai rất dứt khoát, trạch quý từ từ móc súng ra, đôi mắt u buồn, không còn độc ác như trước. Trạch quý thở dài, họng súng chạm vào thái dương của hắn. Tiểu dai, anh biết trước sẽ như vậy. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em có hối hận hay không. Bà ngoại em đã được trả về. Xin lỗi, thời gian qua đã mù quáng, không trân trọng em. Vĩnh biệt, tịch dai, người con gái anh đánh mất. Đùng, trẻ quý ngã xuống, vương tề che đi đôi mắt của tề dai. Đừng nhìn, tim sẽ không đau. Em vẫn ở đây, mọi chuyện đã kết thúc. Vài năm sau đó, vương giai thần, đứng lại đó cho mẹ. Mới sáng sớm mà vương gia đã nhộn nhịp hẳn lên. Tề dai vừa ôm bụng, vừa đuổi theo dai thần, đứa con trai của cô. Do đang mang bầu nên cô chạy rất chậm, thằng bé thấy vậy liền chọc ghẹo cô. Đố mẹ bắt được con. Vương giai thần tuy mới ba tuổi nhưng tính khí phá phách. Thằng bé bẻ gãy cây gậy mà vương lão gia tử thích nhất, làm bể bộ tách trà số lượng có hạn của ông, còn khắt váy của mẹ nó. Không nhờ sự yêu thương của vương lão bà thì chắc giai thần đã bị vương lão già tử và ba nó ném ra nước ngoài có mau đứng lại giai thần con giống ai mà quậy phá thế tể giai dừng lại mệt nhọc hỏi giai thần tiếp tục chọc kẹo cô sau này con sẽ là thiên tài nên váy của mẹ con chỉ cất vài chỗ cho gọn thôi mà tức chết mất lại bắt nạt vợ ta à tể giai vừa thở vừa xoa ngực vương tề vừa trở về đã thấy như vậy anh đi đến không thèm liếc giai thần một cái Vương Tề đỡ cô vào nhà, vừa đi vừa xoa bụng cô. Tiểu Giai à, nếu em mệt thì chúng ta có thể bỏ nó sang nhà Kỳ Lâm. Em còn dai thăng trong bụng mà, chúng ta sẽ nuôi nó hay cho cả phần dai thần. Vương Tề nói rất rõ, khiến Tề dai bật cười. Dai thần nghe thấy, thằng bé té xuống hòa khóc. Mẹ Giai, ba Tề muốn vứt bỏ con. Vương Tề xoay lại, đi đến sách cổ Dai thần, giọng nghiêm nghị. Thế con còn chọc vợ ta nữa không? Dạ vâng, tể dai mệt mỏi với ba con nhà này vương tề không thích giai thần vì anh luôn cảm thấy thằng bé như người thứ ba trong chuyện tình của hai người họ khi anh làm nó khóc nó sẽ chạy đi mép mẹ và đương nhiên mẹ nó sẽ bênh nó vương tề luôn dịu dàng với tể dai nhưng còn giai thần thì ngược lại hay là ăn hiếp tiểu thần đấy à từ xa là bối bối và kỷ lâm đi đến họ rất hạnh phúc sau khi bối bối sinh hạ long phụng hai tay kỷ lâm bồng hai bé chỉ mới ba tháng tuổi bé gái tên bối mộc khuôn mặt ửng hồng như bối bối bé trai tên là bối tề ngoan ngoãn và khí chất như kỳ lâm tể dài chạy đến nựng vào hai má của hai bé mỉm cười bối bối sao em xinh khéo thế hai bé ngoan quá đáng yêu nữa đẹp như kỳ lâm ấy mẹ dai con không ngoan sao Giai thần kéo áo của tể dai mặt phụng xuống đôi mắt ngấn nước bối bối và kỳ lâm đều bật cười tể dai bồng giai thần lên hôn vào má. Tiểu thần nhà ta cũng ngoan. Anh không đẹp bằng kỳ lâm sao? Tôi lượt vương tề nũng nỉu, ảnh phồng má, đôi mắt chớp chớp, bối bối không nhịn được cười. Tiểu quỷ, ông ăn thua với tiểu thần nhà bọn tôi thế? Gì? Bối bối, cô xem lại nhan sắc cô đi. Sau khi sinh xong, không đẹp bằng một góc của tiểu gia nhà tôi. Anh... Kỷ Lâm chặn bối bối lại, nhìn về phía vương tề. Bối bối có tôi yêu được rồi, anh tin tôi bắt dai dai về không? Anh dám? Hai người vợ đau đầu đã lên trước bố rồi mà vẫn còn nít như xưa. Ngoại truyền 18 năm sau Vương Giai Thần và năm nào đã không còn nữa, thay vào đó là chàng trai chững chạc, sở hữu khuôn mặt đẹp như Vương Tề, thông minh tài giỏi như Tề Giai tính cách lại lùng hơn xưa. Hôm nay là ngày sinh nhật của Giai Thần đối với anh, ngày này không còn đặc biệt như trước nữa. Tiểu thần, sinh nhật vui vẻ Giọng nói phiền phức luôn bám lấy anh từ những ngày nhỏ đó là bối mộc, quên họ của mình. Giai thần khẽ nhíu mày, nụ cười nhẹ như cơn gió. Mộc mộc, thay vì ở đây rảnh rỗi, thêm nên về chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đi, đô luôn. Anh nói ai luôn? Anh tin em mép ba anh không? Giai thần cốc vào đầu bối bối một cái rõ đau. Sách này tặng em, vũ khí bí mật của anh đấy, tạm biệt. Dạ, yeah, lần sau gặp lại anh chết chắc, mắc vương kêu anh về vương gia đó, đã lâu rồi anh ấy vẫn chưa về nhà bác ấy nhớ anh lắm hẹn anh ở đó nhé Bối tề cũng về nước rồi ghé thăm anh ấy nữa giai thần vẫn bước đi nước mắt bấn động trên khóe mi từ lúc nào nhà ư ký ức ùa về khiến anh bật khóc ngay tại hành lang những đứa buồn kìm nén trong bao năm qua anh giấu kín thật mệt mỏi dường nào mẹ giai thần tề giai đã mất cách đây ba năm năm đó giai thang bị kẻ thù của vương tề gây tai nạn khiến thằng bé bị tàn phế hai chân, cần thay tim gấp. Lúc ấy Vương Tề sang nước ngoài công tác, Thai Thần thì đang tiến hành thi đại học. Tề dai đã âm thầm ký giấy hiến tim cho Gia Thăng. Trước ngày giờ phẫu thuật, cô đã gọi điện nói chuyện với Vương Tề. Cô nói yêu anh, mong anh sẽ hạnh phúc, khiến Vương Tề cảm thấy bất an. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Gia Thần, cô đã tự tay mua một chiếc bánh kem và tặng quà cho Gia Thần, kèm theo một lời xin lỗi. Sau khi kết thúc phẫu thuật Trái tim quá yếu khiến tề dai qua đời Vài tiếng sau đó Sau chuyện ấy Lai Thăng rơi vào trầm cảm nặng Và luôn dằn vặt với chính bản thân mình Kỷ Lâm đã nhờ bối tề đưa Giai Thăng ra nước ngoài điều trị Vương tề sau đó điên cuồng giết những kẻ chủ mưu Anh không còn cười nói Hạnh phúc nữa Về mặt u buồn, đau khổ Giai thần hôm ấy biết tin mình đậu đại học Anh vui mừng đến mức chạy về nhà thật nhanh Đôi mắt dạng người trong sáng Hớn hở gọi tên mẹ với giấy chứng nhận trong tay. Giai thần, khóc đi, hãy khóc đi. Anh chịu được như thế đủ rồi. Đối mặt với nỗi đau ấy đi. Bối mộc ôm lấy giai thần, khẽ vớt phe anh, an ủi. Bối mộc đã đi theo anh từ nãy đến giờ. Mộc, anh sợ lắm. Anh sợ trở về nhà, sợ cảnh vắng vẻ. Khuôn mặt ảm đạm của ba anh. Ngôi nhà ấy đã không còn có hơi ấm của mẹ nữa. Anh mệt lắm. Mẹ qua đời, anh cũng chả muốn thiết sống nữa. Từ ngày đó anh chẳng bao giờ muốn tổ chức sinh nhật hay ai nhớ đến. Giai thần, đi theo em nhé. Trở về Vương gia cùng với Bối Mộc. Bối Mộc đã trở về tề gia, chỉ còn một mình anh ở đấy. Khung cảnh vẫn bình thường giống như trước đây, cách trang trí vườn hoa biệt thự của mẹ vẫn chưa từng qua thay đổi. Con đường anh vẫn thường chơi với mẹ khi bé, thật nhiều kỷ niệm. Đại thiếu gia, chào mừng cậu đã trở về. Những người hầu cung kính mỉm cười chào đón anh, mùi hương thơm ngát thân thuộc tỏa ra từ nhà bếp khiến anh đói bụng. Đó là mùi thơm đồ ăn của mẹ. Anh từng bước lảo đảo đi đến nhà bếp. "Giai Thăng, con bỏ nhiều muối rồi, mặn quá. Món này ba nấu gần giống mẹ này, chắc chắn anh hai sẽ thích lắm." Nụ cười vui vẻ hạnh phúc ấy khiến Giai Thần vô thức gọi, "Ba!" Thăng họ quay lại, khuôn mặt lem luốc, tay chân luống cuống, "Anh hai, mau mau tới đây đi, hôm nay sinh nhật ba." Ba đã nấu rất nhiều món. Giai thăng chưa bao giờ cười hạnh phúc đến thế. Phương Tề đẩy Giai thăng về phía Giai thần. Ba anh, ông ấy đã giả rồi, vết nhăn, tóc đã vài cọng bạc. Con trai, ba nhớ con lắm. Đây là món quà ba tìm được hôm nay, của mẹ con đấy. Lên phòng tắm rửa tôi mở quà ra. Hai ba con đều nhận được rồi. Riêng con thì chưa mở. Giai thần run run cầm lấy món quà. Anh hai, đừng buồn như thế. Hôm nay cả nhà ta đoàn tụ mà. Ừ. Giai thần, con trai của mẹ Đây là món quà mẹ gửi con 3 năm sau Con còn buồn không? Con đã vào trường đại học mình mơ ước chưa? Mẹ xin lỗi Xin lỗi vì sinh nhật tròn 18 tuổi đã rời bỏ con mà đi Bây giờ con đã có bạn gái chưa? Mẹ mong người đó sẽ yêu thương con Như cách mẹ yêu con Ba và em trai con vẫn ở đấy Đừng giận dỗi và xa cách nhau con nhé tầm nguyện của mẹ Là điều mong ba cha con hạnh phúc Năm nào cũng luôn bên nhau Mẹ trên thiên đường sẽ theo dõi con từng ngày Con trai của mẹ Mong con cuộc đời bình an Hãy chăm sóc cho tai tăng Và cả người đàn ông già nhất trong gia đình Là ba con nhé Yêu con Giai thần chạy nhanh xuống lầu Với khuôn mặt đầy nước mắt Anh nhặt tới ôm lấy giai thăng và vương tề Giết chặt, thật ấm áp Ba, giai thăng, xin lỗi Xin lỗi vì con đã không ở bên hai người Nhóc con, lớn rồi mà còn khóc nhè Sao ba cũng rơi nước mắt thế dài thằng chọc kẹo. Danh con, ta bị bụi bay vô mắt, nước mắt của con cũng chèm nhèm rồi kìa. Ha <laughs> ha, con yêu mọi người. Cả ba người họ bật cười trong hạnh phúc. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Cô vợ mất trinh. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Jolie nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.